Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1926, bị ta đập chết hai. Ngay thời điểm trận pháp khởi động, dung nham phía dưới cuối cùng không chịu nổi, bị lực lượng giải khai, như xé rách tơ lụa, xuất hiện một khe hở thật lớn, lực lượng phun tới trận pháp hắn bố trí. Oanh long long, cả hai tiếp xúc, lực lượng lập tức chồng chất lên, bị trận pháp hội tụ. Nghịch chuyển hồi thiên trận, là trận pháp lúc chiến đấu, dùng để phòng ngự đối thủ tiến công, hơn nữa có thể tiến hành phản kích, vận dụng tốt rồi, hoàn toàn có thể hấp thu công kích của đối thủ, như gương phản chiếu trở về. Nói cách khác, trận pháp này, không chỉ phòng ngự, còn có thể bắn ngược công kích của đối thủ. Đương nhiên, chỉ cần là sự vật, đều có tính hai mặt, trận pháp này đối với người bày trận yêu cầu cực cao, hơn nữa, một khi không chịu nổi, không chỉ người trong trận sẽ bị thương tổn, người bày trận càng đứng mũi chịu sào, gây chuyện không tốt sẽ tử vong ngay tại chỗ. Nhìn xem lực lượng hội tụ, trận pháp cũng không có dấu hiệu nghiền nát, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Trận pháp có thể ngăn trở lực lượng phía dưới hay không, lúc trước hắn cũng không có 100% nắm chắc, may mắn. Học được thiên đạo trận pháp thất tinh, nếu không, coi như là Hàn hội trưởng bố trí, chỉ sợ ở dưới trùng kích kịch liệt, cũng một kích mà bại, chống chọi không được. Trương viện trưởng, đối với trận pháp lý giải thật là lợi hại. Mọi người trong Kim Nguyên Đỉnh, riêng phần mình phóng xuất ra thần thức, nhìn hết thảy ở trong mắt, đồng tử của Hàn hội trưởng co rút lại. 4. Hắn đối với Trương Huyền để mọi người ẩn núp đi, bản thân bố trí trận pháp, còn rất có phê bình kín đáo, thấy một màn như vậy mới hiểu được, may mắn nghe theo phân phó, nếu như cưỡng ép đi làm, gây chuyện không tốt di tích vào không được, hắn ngược lại sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ. Tuy nghịch chuyển hồi thiên trận này là trận pháp thất tinh đỉnh phong, nhưng ở trong tay đối phương, lại bố trí ra hiệu quả của trận pháp bát tinh, bất luận một chỗ nào, đều phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, không chỉ kết hợp địa hình. Càng mượn nhờ dung nham phía dưới duy trì vận chuyển, phát huy uy lực khó có thể tưởng tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lúc khiếp sợ, lực lượng cuối cùng phun ra hoàn tất, trong trận pháp cũng hoàn thành tích góp, Trương Huyền nhướng mày, trong tay xuất hiện một cây trận kỳ, thẳng tắp cắm đến. Giống như lúc trước xử lý cấm chế, dường như chọc lỗ thủng ở trên trận pháp, một cỗ lực lượng mênh mông, dọc theo trận kỳ hung mãnh bắn ra. Dâm ào ào. Nham thạch nóng chảy phía dưới nhận lấy cỗ lực lượng này, lập tức bị cứng rắn xé ra một khe hở. Đi mau. Biết rõ thời cơ tới, Trương Huyền hét lớn một tiếng, Kim Nguyên Đỉnh không dám do dự, thẳng tắp vào tới khe hở. Liếc nhìn Lạc Nhược Hy, Trương Huyền cũng theo ở phía sau tiến nhập trong đó. Biết rõ thời gian cấp bách, dung nham vỡ ra thời gian chỉ có một cái chớp mắt, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thi triển thiên đạo thân pháp, dùng ra tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này tu luyện, không hoàn toàn thí nghiệm, giờ phút này thiên đạo thân pháp cùng Hồng Trần Đạp Thiên Bộ hoàn mỹ dung hợp, cả hai kết hợp, tốc độ nhanh như thiểm điện, so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong Kim Nguyên Đỉnh, cũng không chậm chút nào. Lạc sư, sợ nữ hài đuổi không kịp, quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đi theo sau lưng, chỉ kém 3, 4 mét, vô luận hắn nhanh như thế nào, cũng không thể kéo ra mảy may. Không hổ là người của đại gia tộc, tốc độ đáng sợ. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Nói thật, hắn đến bây giờ cũng không có nhìn ra thực lực chuẩn xác của nữ hài này, nhưng mà, từ tốc độ đến xem, so với bản thân toàn lực thi triển thiên đạo thân pháp, cũng không yếu chút nào, hơn nữa nhìn bộ dáng thong dong của đối phương, chỉ sợ toàn lực thi triển, sẽ chỉ nhanh hơn. Ầm ầm, nham thạch nóng chảy hơn 100 mét, ở trước mặt Kim Nguyên Đỉnh cùng Trương Huyền nháy mắt là qua, nổ vang một tiếng, toàn bộ rơi vào trong di tích. Mọi người mau ra đây. Có dị linh tộc, cẩn thận. Gào thét một tiếng, Trương Huyền ngăn ở trước nữ hài, vội vàng lui về phía sau. Vừa rồi hắn nhìn rành mạch, phía dưới ít nhất có hơn 10 dị linh tộc, tuy đại bộ phận đều chỉ có thánh vực nhất trọng, nhưng mà nhân số nhiều, cũng cực kỳ đáng sợ. Đối với bọn họ thừa cơ đánh lén mà nói, căn bản không cách nào ngăn cản. Dị linh tộc, mọi người mới từ trong lô đỉnh bay ra ngoài, tất cả đều làm ra tư thế phòng ngự, cảnh giác nhìn về bốn phía. Bất quá, đầu nhìn thoáng qua, toàn bộ nhìn không được ngẩn ngơ. Trương sư, đây là di tích ngươi nói. Không phải nói tất cả đều là lầu các sao. Như thế nào, tất cả đều là phế tích. Ngô sư nhìn lại. Phế tích. Trương Huyền sững sờ. Nhìn lại bốn phía, quả nhiên thấy kiến trúc tinh xảo hoa lệ lúc trước. Giờ phút này tất cả đều sụp xuống thành phế tích. Từng đống tỏa ra khói trắng, giống như vừa mới sụp đổ không lâu.
Chẳng lẽ là, những dị linh tộc kia, biết rõ chúng ta tới, cố ý phá hủy di tích? Nhướng mày, Trương Huyền nhịn không được nói. Khục khục, không phải là bọn hắn phá hủy, mà là, vừa rồi lực lượng quá lớn, trùng kích tới đây, không chỉ xé rách dung nham, còn chấn nơi đây thành bộ dạng này. Thấy vẻ mặt hắn tức giận, Hàn hội trưởng nói. Vừa rồi Trương Huyền mượn nhờ trận pháp, làm ra lực lượng lớn như vậy, không chỉ xé mở dung nham, còn triệt để phá hủy nơi đây. Ta, khóe miệng co lại, Trương Huyền tràn đầy lúng túng, mới vừa rồi còn suy nghĩ, lần này phân thân nghe lời, không có làm ra phá hư, không nghĩ tới bản thân liền biến thành cục diện này. Cái này gọi là chuyện gì? Đúng rồi, đám dị linh tộc kia đâu? Chẳng lẽ chạy? Nhìn quanh một vòng, tìm kiếm khắp nơi, vừa rồi thấy những người kia, chợt nghe Kim Nguyên Đỉnh hơi ngượng ngùng nói. Chủ nhân, bọn hắn, giống như đều bị ta, đập chết rồi. Chương 1927, Ngũ Dương nhận mộc 1. Đập chết. Trương Huyền lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn ở dưới Kim Nguyên Đỉnh, quả nhiên thấy phía dưới ngổn ngang lộn xộn nằm một đống dị linh tộc. Đại bộ phận đều chỉ có thánh vực nhất trọng, chỉ có một gia hỏa thân hình cao lớn, đạt đến tứ trọng, dù vậy, cũng ngăn không được Kim Nguyên Đỉnh toàn lực trùng kích, liền biến thành bánh thịt, dính sát trên mặt đất, giống như tờ giấy. Còn chưa tránh ra. Thấy Kim Nguyên Đỉnh nói xong vẫn còn ở trên một đống thi thể, Trương Huyền nhướng mày. Vâng. Lộ đỉnh vội vàng nhảy ra, Trương Huyền cúi đầu đếm, quả nhiên giống như lúc trước thấy, một cái không thiếu. Đám người kia, nằm mơ cũng không nghĩ đến lực lượng cuồng bạo sẽ phản xung xuống, bị công kích, vốn đã bị thương, còn chưa kịp đào tẩu, đã bị Kim Nguyên Đỉnh biến lớn ập xuống đập chết, ngẫm lại cũng đủ bi thúc. Bất quá, chết rất nhanh, rất kiên quyết, không có gì thống khổ. Vốn còn muốn bắt lấy hỏi thăm, bọn hắn vào bằng cách nào, cái đại môn này là cái gì? Bây giờ làm sao hỏi? Xoa xoa mi tâm. Trận pháp phản chấn năng lượng, phá hủy toàn bộ kiến trúc trong di tích không nói, Kim Nguyên Đỉnh sống sờ sờ đập chết toàn bộ, còn thẩm vấn thế nào? Tử Diệp Vương, đám người kia, người có nhận thức không? Trần trừ một chút, tinh thần câu thông thiên nghĩ phong xào. Thần thức của Tử Diệp Vương quét một cái, thanh âm lập tức truyền tới. Thiếu chủ, những hóa phàm nhất trọng kia ta không biết, bất quá, tứ trọng chính là một trong thượng ngũ vương, Hỏa Diệp Vương. Hỏa Diệp Vương. Trương Huyền ngẩn ngơ. Đường đường thanh điền thập đại vương giả, được xưng một trong thượng ngũ vương Hỏa Diệp Vương, mới xuất hiện đã bị trực tiếp đập chết, ngay cả một câu cũng không nói. Không khỏi quá bi thúc a. Vâng, Hỏa Diệp Vương có thể điều khiển nhiệt lượng, điều khiển hỏa diễm, ở loại địa phương cực nóng này, có thể triển khai sức chiến đấu vượt xa người thường, so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong còn muốn khủng bố. Các ngươi là làm sao giết hắn? Tử Diệp Vương tràn đầy ngạc nhiên. Thượng ngũ vương, từng cái đều người mang tuyệt kỹ, thực lực cường đại, thiếu chủ giết chết, nghe khẩu khí, cũng không biết là người nào. Ngẫm lại cũng đủ bi ai. Tính đến trước mắt, hình như là thập đại vương giả, trong tay hắn, đã hao tổn trọn vẹn 6 cái. Gia hỏa này quả thực chính là khắc tinh của thanh điền hoàng tộc. A, à, trong lúc vô tình giết chết. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như đối phương đã bị chết, nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng, bàn tay chảo một cái, lấy xuống không gian giới chỉ, quét một lần, cũng không phát hiện manh mối hữu dụng gì, lúc này mới nhìn về phía mọi người. Tuy nơi này sụp, nếu thật là di tích mà nói, có lẽ có thể tìm được cái gì, chúng ta trước xem bốn phía một chút đi. Coi như sụp xuống, nơi này có lẽ cũng có một ít đồ vật có thể phân biệt tồn tại, nếu như đám người lão viện trưởng đã từng tới, hoàn toàn có thể dò xét rõ ràng. Ân. Mọi người gật đầu, đồng loạt bay đi bốn phía. Ngươi không đi xem sao? Thấy nữ hài còn đứng ở tại chỗ bất động, Trương Huyền nhìn qua. Nếu có cái gì, khẳng định cũng bị những dị linh tộc này vơ vét hết. Lạc Nhược Hy lắc đầu. Những người này đồng thời tập trung ở đây, có lẽ cùng đại môn này có quan hệ, có lẽ, chúng ta như trước chưa đi vào di tích chính thức a. Cái này. Trương Huyền sững sờ, lần nữa nhìn về phía nữ hài, tràn đầy bội phục. Không hổ là cường giả từ đại gia tộc đi ra, nhãn lực cùng kiến thức đều không giống bình thường. Hoàn toàn chính xác, nơi đây nếu như là di tích mà nói, nhiều dị linh tộc như vậy, cũng không có khả năng hao hết tâm lực, công kích phong ấn trên đại môn, hơn nữa coi như nơi này còn sót lại bảo vật, đoán chừng cũng ở trong không gian giới chỉ mình cầm a. Không có khả năng lưu lại, để cho hậu nhân tới đây tìm kiếm. Quả nhiên, không lâu sau mọi người đều bay trở về.
Chỗ kiến trúc này, đường kính chỉ có vài trăm thước, là tu kiến ở trong một nham động, đã không còn có cái gì nữa, bất cứ dấu vết gì cũng không lưu lại. Ngô sư đi vào trước mặt, lắc đầu. Trải qua hơn 2 canh giờ tu dưỡng điều chỉnh, thực lực của hắn đã khôi phục lại đỉnh phong, thần thức càn quét, coi như phế tích đầy đất, cũng có thể kiểm tra cực kỳ rõ ràng, sẽ không lưu lại bất luận bỏ sót gì. Không cần tìm nữa, nếu như đoán không sai, huyền bí có lẽ ở trong đại môn này. Trương Huyền khoát tay. Mọi người đồng thời đáp một tiếng, nhìn về phía đại môn trước mắt. Đại môn không tính quá lớn, dài rộng đều chừng 5 mét, bao phủ ở trong phong ấn, thỉnh thoảng tản mát ra nhiệt lượng làm cho lòng người kinh hãi, khó có thể tới gần. Lúc trước thời điểm lực lượng xông tới, ta nhìn lướt qua, những dị linh tộc kia đều đang công kích phong ấn này, tựa hồ như muốn mở ra. Trương Huyền giải thích nói. Hắn không dám nói là vu hồn thấy, chỉ có thể nói là năng lượng xông qua. Chương 1928, Ngũ Dương nhận mộc 2. Công kích phong ấn. Mọi người đi tới trước mặt, bàn tay của Ngô sư dựng thẳng lên, mãnh liệt vỗ tới một trường. Không được. Chứng kiến động tác của hắn, da đầu của Trương Huyền nổ tung, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, vội vàng hét lớn một tiếng. Mọi người nhanh lui về phía sau. Nói xong, không dám dừng lại, lập tức cấp tốc thối lui về phía sau. Thấy hắn vội vã như thế, mọi người cũng vội lui, mới đi không xa, liền chứng kiến phong ấn lóe lên hào quang, một cỗ lực lượng mênh mông phóng lên, xé mở nham thạch nóng chảy bắn về phía không trung. Bất quá, không lâu sau, cỗ lực lượng này lần nữa quét sạch tới, thẳng tắp trùng kích địa phương vừa rồi bọn hắn đứng, một đống thi thể nằm trên đất bị chấn bắn lên. Bọn người kia vốn bị kim nguyên đỉnh nện bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bị lực lượng xoắn, lập tức phá thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ đầy đất. Cái này, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhất là Ngô sư, sắc mặt càng trắng bệch. Nếu không phải vừa rồi Trương sư phản ứng nhanh, để cho mọi người triệt thoái phía sau, chỉ sợ lần này, cũng bị chơi chết hơn phân nửa, coi như không chết, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Vốn tưởng rằng chỉ là phong ấn bình thường, nằm mơ cũng không nghĩ đến, công kích một cái, sẽ dẫn xuất năng lượng lớn chấn động như vậy. Mấu chốt nhất là, phía trên còn có Trương sư bố trí nghịch chuyển hồi thiên trận, chỉ cần năng lượng phóng ra, sẽ bị y nguyên phản xạ trở về. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Cái phong ấn này chắc chắn như thế, hơn nữa một khi công kích, sẽ gây nên phản xạ. Chúng ta phá giải như thế nào? Không dám còn có động tác dư thừa, mọi người lòng còn sợ hãi trở lại trước mặt đại môn, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chung quanh không còn có cái gì, cũng nói rõ, cửa vào di tích chính thức, cùng đại môn này có quan hệ, mà bây giờ, ngay cả phong ấn cũng động không được. Làm sao bây giờ? Chỉ cần va chạm, sẽ kích phát năng lượng, sau đó. Công kích bản thân, cục diện bây giờ so với trước càng thêm khó có thể ứng đối. Những dị linh tộc này, không biết đã tới bao lâu, cũng không có nghiên cứu thấu, không cách nào phá vỡ, chúng ta khẳng định cũng rất khó. Phong ấn thoạt nhìn mỏng manh không ít, thật muốn dựa vào công kích phá vỡ, không có vài ngày là làm không được. Vừa nghĩ tới vài ngày thời gian, thời khắc gặp phải công kích liên tục kéo tới, mọi người đã cảm thấy da đầu run lên. Trương sư, người có biện pháp nào không? Thương nghị một lát, đều không biết làm thế nào, Hàn hội trưởng nhìn lại. Trải qua sự tình lúc trước, mọi người đối với vị viện trưởng tuổi không lớn lắm này, đã sinh ra bội phục nồng đậm, ngay cả Hàn hội trưởng cũng không thể không thừa nhận, vị trước mắt này vô luận là trận pháp hay kiến thức, đều vượt xa hắn. Ta cân nhắc một chút. Trương Huyền nhăn mày lại. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần hắn có thể tới trước mặt, chạm phong ấn một cái, có thể tìm được vấn đề, triệt để giải quyết, nhưng trong đại môn tỏa ra nhiệt lượng thật sự quá lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào tới gần. Còn vừa rồi công kích, lực lượng của Ngô sư còn chưa đủ để nó chấn động, nhiều nhất chỉ là ăn mòn. Bởi vậy, đứng ở đằng xa, cũng không cách nào hình thành thư tịch. Nhìn xem có thể tới trước mặt hay không. Cắn răng một cái, đi thẳng về phía trước. Chỉ cần có thể làm được, bằng vào thiên đạo thư viện, khẳng định có thể tìm được thiếu sót, giải quyết cái phong ấn này, bất quá, nhìn khoảng cách có thể tới gần bao nhiêu. Chậm rãi đi về phía trước, chân khí toàn thân vận chuyển, như trước cảm thấy cực nóng liên tục kéo tới, để cho trên đầu của hắn đổ mồ hôi. Tuy vừa rồi rèn luyện vu hồn, nhục thân cùng chân khí không có biến hóa quá lớn, muốn tới gần, như trước không có khả năng. Vù vù. Ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu,
lúc này khoảng cách cùng đại môn còn có hơn 20 mét, đừng nói chạm đến, không cần minh lý chi nhãn, nhìn cũng thấy không rõ lắm. Nhục thân còn quá yếu, trừ khi hiện tại tu luyện, để cho nó tăng cường. Trong lòng thở dài, tuy vu hồn tăng cường, có thể tới gần, nhưng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy phóng xuất ra, mà chân khí không có thất thải địa quỳnh dịch, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá, phương pháp duy nhất chính là để cho nhục thân tăng cường, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đụng vào một cái, sau đó lui ra. Nghĩ vậy, lui trở về trước mặt mọi người, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Chư vị, không biết người nào có ngũ dương nhận mộc? Ngũ dương nhận mộc, ngươi nói là, loại thực vật sinh hoạt ở trên địa hỏa, dựa vào thái dương bạo chiếu, mới có thể sống. Ngô sư nhướng mày. Ngũ dương nhận mộc là một loại thực vật đặc thù, cực kỳ hy hữu, chỉ có thể sống ở trên mặt đất ẩn chứa địa hỏa, hơn nữa cần thái dương bạo chiếu mới có thể sinh trưởng, có một chút mưa, sẽ lập tức đốt thành cho bụi. Nguyên nhân chính là như thế, thứ này so với thánh khí còn muốn hy hữu. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Ngũ dương nhận mộc đúng là bảo vật cần có để tu luyện ngũ diệu kim thân cửa ải cuối cùng, chỉ cần có thể tìm được, hấp thu trước dương chi khí trong đó, có thể để cho bộ pháp quyết luyện thể này chính thức đại thành. Đừng nhìn đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng chỉ kém một tiểu cấp bậc, nhưng tiểu thành cùng đại thành khác nhau, ngũ trọng viên mãn, tâm dương, phổi dương, tỳ dương, can dương, thận dương. Ngũ dương lưu thông không ngại, hình thành một vòng tròn, cường độ nhục thân tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Nếu như thành công, khả năng chỉ bằng vào nhục thân có thể đơn giản nghiền ép thánh vực nhất trọng đỉnh phong, thậm chí nhị trọng. Loại thánh thú như tử dương thú cũng không thể tới chống chọi. Thứ này cực kỳ thưa thớt, nếu như vài ngày trước, người hỏi ta, khẳng định cầm không ra, bất quá. Mấy ngày hôm trước ở Hỏa Nguyên Thành đi dạo, vừa vặn phát hiện, liền mua một cây. Người xem có phải thứ này hay không? Hàn hội trưởng nhẹ nhàng cười cười, lấy ra một mảnh gỗ kích thước cỡ cánh tay đưa tới. Ngũ dương nhận mộc, địa phương khác hầu như tìm không ra, nhưng mà ở Hỏa Nguyên Thành, cũng không tính quá khó khăn, hơn nữa trùng hợp để cho hắn gặp gỡ, liền mua một căn. Chương 1929, ngũ diệu kim thân đệ ngũ trọng 1. Đúng vậy, chính là nó. Chứng kiến khối gỗ trong tay đối phương, tuy không lớn, lại như lửa than, làm cho người ta có cảm giác cực nóng, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đúng là ngũ dương nhận mộc. Vốn chỉ thuận miệng hỏi. Thật sự không được, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, như thế nào cũng không ngờ, Hàn hội trưởng thật sự có, hơn nữa một đoạn lớn như vậy, tu luyện ngũ diệu kim thân đệ ngũ trọng, hoàn toàn đầy đủ. Bao nhiêu tiền, ta mua? Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền nói. Lúc trước, mượn nhờ trận kỳ của đối phương, là vì để cho mọi người có thể đi vào nơi đây, là việc công, đối phương trả giá, tính không là cái gì, coi như là hắn, vì mọi người, cũng có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại lấy ra ngũ dương nhận mộc, là vì tăng lên lực lượng nhục thể của mình, là việc tư, tự nhiên phải trả tiền. Cái này, mọi người chung một chỗ, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể tìm được con đường tiến lên, có thể nào lấy tiền. Hàn hội trưởng lắc đầu. Tình huống hiện tại, lúc nào tử vong, cũng không biết rõ, thứ này lại quý giá, cũng là vật ngoài thân mà thôi, hắn chỉ là hiếu kỳ mới mua, thực tế tác dụng không lớn. Nếu có thể mượn cái này, phá giải phong ấn. Chính thức tiến nhập di tích, cũng coi như buôn bán lời. Một mã quy một mã, không thu, ta không cách nào an tâm. Trương Huyền lắc đầu. Cái này, biết rõ danh sư làm việc, chú ý bản tâm, thật sự cự tuyệt, ngược lại không tốt, Hàn hội trưởng đành phải cười khổ lắc đầu. Nhận mộc này là ta tiêu phí 200 linh thạch thượng phẩm mua được đấy, nếu như ngươi cần, cho giá cả đồng dạng là được. Tốt, nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo. Lấy ra 200 viên linh thạch thượng phẩm đưa tới. Bán ra vân vụ trà đặc thù ở vân vụ lĩnh, để cho hắn thu nhập tăng nhiều, hơn nữa vơ vét thật nhiều không gian giới chỉ của vương giả dị linh tộc. Linh thạch thượng phẩm, trên thân chừng hơn vạn, chút tiền ấy, đã không tính là cái gì. Tiếp nhận linh thạch, vẻ mặt Hàn hội trưởng tràn đầy bất đắc dĩ, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, ý bội phục càng đậm. Trẻ tuổi như vậy, tri thức hùng hồn. Đối với trận pháp lý giải vượt xa bản thân không nói, càng trọng yếu là, đối với, sư đạo, coi trọng, đối với mình ước thúc, càng đạt đến cực hạn, khiến người ta bội phục. Loại người này, chỉ cần không vẫn lạc, thành tựu to lớn, tuyệt đối vượt xa hắn, trở thành danh sư bát tinh, thậm chí cao hơn. Những người khác nhìn một màn này ở trong mắt, cũng đều tràn đầy sùng bái.
Cái gì gọi là đại công vô tư, đây mới là. Khó trách người ta tuổi còn trẻ có thể trở thành viện trưởng, mà bọn hắn niên kỷ đồng dạng, đều là kẻ vô tích sự. Ngẫm lại cũng cảm thấy xấu hổ. Nhất là Lưu Mặc, càng hận không thể có cái kẽ đất chui vào. Thời điểm thanh niên này vừa tới, cảm thấy đối phương quá mức cuồng vọng, còn quát lớn một trận, kết quả, người ta không chỉ giải quyết xong vấn đề phong ấn, còn dẫn mọi người đi tới nơi đây. Phần năng lực này, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Nếu như nói đối phương là trăng sáng, hắn chính là xỉ than đá dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Ta muốn mượn nhờ ngũ dương nhận mộc này tu luyện, chư vị có thể ở chỗ này nghiên cứu phong ấn, hoặc điều tức một chút, khôi phục thể lực, một khi phong ấn phá vỡ, tiến nhập đại môn, đằng sau sẽ gặp được nguy hiểm gì, còn không rõ ràng, bất quá, thực lực càng mạnh, tỷ lệ sống liền càng lớn. Trương Huyền nói. Mọi người gật đầu. Nói xong những thứ này, liền không để ý tới bọn hắn nữa, Trương Huyền đi vào một nơi hẻo lánh, mọi người không cách nào dòm ngó, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chặt ngũ dương nhận mộc, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tu luyện. Ầm ầm. Lực lượng trong nhận mộc dọc theo kinh mạch chảy vào cơ thể, rèn luyện tế bào toàn thân, để cho nhục thể của hắn xảy ra lột xác cùng bay vọt. Ngũ diệu kim thân, là để cho nhục thân ngũ dương viên mãn, do đó thực lực tăng nhiều. Trước bốn cửa, hắn đều dùng thiên đạo công pháp, tu luyện hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ thiếu sót, tầng này cũng nước chảy thành sông, vô cùng trôi chảy. Chân khí hỗn hợp lực lượng trong nhận mộc, kích thích toàn thân, ngay cả huyết dịch, tựa hồ cũng đã xảy ra lột xác. Một lúc lâu sau, trong cơ thể nổ vang một tiếng, tất cả lực lượng hội tụ chung một chỗ, tạo thành một vòng tròn, tâm dương, phổi dương, tỳ dương, can dương, thận dương. Ngũ dương lưu thông không ngại, lóng lánh sáng lên, cả người tựa như tạo thành kim thân, làm cho người ta có cảm giác chắc chắn khó có thể phá hủy. Thật tốt quá! Cảm thụ lực lượng trong cơ thể, ánh mắt mở ra, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Hắn lúc này, chỉ bằng vào nhục thân, có thể đơn giản nghiền sát thánh vực nhị trọng, lực lượng cuồng bạo hung mãnh, thân thể cứng rắn, dĩ nhiên có thể so với thánh khí. Mặc dù chỉ là thánh khí hạ phẩm, cũng cực kỳ đáng sợ. Thân thể lần nữa cao lớn hơn một ít, hắn lúc này, rộng eo tinh tế, toàn thân hiện lên hình giọt nước, làm cho người ta có cảm giác hoàn mỹ, nếu như cầm băng vũ kiếm lúc trước đâm trúng da của hắn, nhất định là người sau bẻ gãy, mà hắn lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, coi như cùng kim nguyên đỉnh cứng rắn va chạm, cũng sẽ không thua quá nhiều. Có thể nói, hiện tại hắn đã là binh khí người hình, coi như không cần kiếm pháp, đao pháp, cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Vù vù, thở ra một hơi, Trương Huyền đứng dậy, che giấu khác thường của thân thể xuống. Tu luyện một lát liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, đổi lại ai cũng sẽ không tin tưởng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vì phòng ngừa phiền toái, còn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Chương 1930, ngũ diệu kim thân đệ ngũ trọng 2. Cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này ngũ dương nhận mộc đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn thừa không có mấy rồi. Thu vào không gian giới chỉ, lúc này thân thể mới nhoáng một cái, thẳng tắp đi đến trước mặt đại môn. Còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy mọi người, tất cả đều khoanh chân ngồi ở địa phương cách đại môn không xa, xếp thành một đội, có khoảng cách gần, có khoảng cách xa, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Trương sư, người đã đến rồi. Thấy hắn đi vào, một chiến sư ở sau cùng đứng lên. Các người đây là... Trương Huyền nghi hoặc, tu luyện liền tu luyện, còn giống như xếp hàng mua cơm ở nhà ăn, làm cái gì? À, là như vậy, vừa rồi ngô sư phát hiện, mượn nhờ nhiệt lượng của đại môn rèn luyện chân khí, có thể làm cho chân khí càng thêm tinh thuần, vì vậy. Chúng ta liền tu luyện, bất quá, sức thừa nhận của mỗi người là không đồng dạng, chỉ có thể ngồi ở vị trí thích hợp. Vị chiến sư này giải thích nói. Sức thừa nhận bất đồng. Trương Huyền gật đầu. Đại môn cực nóng, có thể đốt nhiều dung nham như vậy, quanh năm hỏa diễm không tắt, đủ thấy đáng sợ, khoảng cách tới gần. Giống như lúc trước hắn rèn luyện linh hồn, đối với chân khí chiết xuất hoàn toàn chính xác có chỗ tốt thật lớn. Đối phương nói, sức thừa nhận bất đồng, cũng đúng là như thế, thật giống như lúc trước hắn, chỉ có thể đi vào khoảng cách hơn 20 mét, lại gần thì không được. Đúng vậy, mấy người chúng ta, chỉ có thể ở ngoài 40 mét tu luyện, mới không tẩu hỏa nhập ma, đám người ngô sư, đã có thể ở khoảng 15 mét, quả thực đáng sợ. Vị chiến sư này nhẹ gật đầu. Nhìn về phía trước vẻ mặt sùng bái. Có thể ở khoảng 15 mét, không chỉ nhục thân, linh hồn còn có chân khí đều không yếu.
Trương Huyền gật đầu. Lúc trước hắn đi địa phương 20 mét, biết rõ càng đi về phía trước càng khó, đám người Ngô sư có thể ở khoảng cách gần như thế, đã có thể nói kinh khủng. Đúng rồi, Trương sư, người tu luyện xong rồi hả? Giải thích xong, vị chiến sư này mới nhớ tới, nhịn không được nhìn qua. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Vừa nói vừa đi về phía trước, thời gian nháy con mắt, liền đi tới vị trí chừng 20 mét lúc trước. Lúc này phía trước ngồi chỉ có Ngô sư, Hàn hội trưởng cùng với Phùng Huân, Giác mấy người, ngay cả đám người Ô Thiên Khung cũng xếp hạng đằng sau. Trương sư, cứ như vậy đi tới. Không phải mới vừa rồi còn không kiên trì nổi sao? Thấy thanh niên này, mọi người mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa ý bảo mọi người không cần đứng dậy, chậm trễ tu luyện, vừa rồi chiến sư cùng hắn nói chuyện chỉ cảm thấy mình sống uổng. Vừa rồi Trương Huyền đi đến chừng 20 mét, không cách nào tiến lên, hắn thấy rõ ràng, vốn tưởng rằng, một tòng thánh, 20 mét đã rất nghịch thiên, ai ngờ. Hiện tại tùy ý đi tới, giống như không có phát hiện độ nóng. Làm sao làm được? Hắn bên này khiếp sợ, Phùng Huân đại khái lưu lại ở chỗ 19 mét, cũng chừng mắt nhìn Trương Huyền tràn đầy vui vẻ, gật đầu đi qua, tròng mắt sắp rơi ra. Hắn là thánh vực tam trọng đỉnh phong, đường đường chiến sư đường thiên phu trưởng, đi vào 19 mét, liền hao hết tâm huyết, thiếu chút nữa ngủm, chỉ có thể dựa vào liên tục tu luyện, mới có thể hóa giải thân thể bị hỏa độc xâm hại. Gia hỏa này vẻ mặt tươi cười, giống như dạo phố đi qua. Hoàn toàn không có cảm giác đến áp lực, có cần khoa trương như vậy hay không? Đang suy nghĩ đối phương có thể đi đến bao nhiêu mét, chỉ thấy gia hỏa này, đã cùng Ngô sư hàn huyên. Ngô sư, tu luyện, đừng đứng lên, tiếp tục tu luyện là tốt rồi, ta đi tới nhìn xem. Không cần khách khí. Ngay sau đó, chỉ thấy gia hỏa này vẻ mặt cười nhẹ tiếp tục đi thẳng về phía trước, 14 mét, 13 mét, 12 mét. Thời gian nháy con mắt liền tiến vào phạm vi 10 mét. Hỏa diễm cực nóng, đốt y phục của hắn bay phất phới, tựa hồ tùy thời xé rách, trên mặt Trương Huyền lại giống như lúc trước, mang theo dáng tươi cười, không có bất kỳ khác nhau, giống như những nhiệt lượng này đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Cái này, lần này không chỉ Phùng Huân sợ hãi, ngay cả Ngô sư cùng Hàn hội trưởng cũng liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng nhảy loạn. 15 mét, bọn hắn đã cảm thấy đến cực hạn, gia hỏa này thì ngược lại, đi vào 10 mét, cũng không có cảm thấy cái gì. Ngược lại nở nụ cười, quả thực là quái vật phi nhân loại. 8 mét, 7 mét, 6 mét. Kèm theo tới gần, tựa hồ hắn cũng cảm nhận được áp lực, nhướng mày. Ầm ầm. Chân khí từ trong rất nhiều huyệt đạo phun ra, bao phủ toàn thân. Trong vòng 5 thước, mới vận dụng chân khí, nhục thân của hắn nên mạnh bao nhiêu. Thấy một màn như vậy, Ngô sư nuốt ngụm nước miếng. Thân là danh sư thất tinh đỉnh phong, nhãn lực tự nhiên không giống bình thường. Đối phương đi đến trước 5 thước, cũng không hề phát hiện, nhàn nhã dạo chơi, vốn tưởng rằng chỉ là giả vờ giả vịt, trên thực tế trong cơ thể đã sớm vận chuyển chân khí, chứng kiến giờ mới hiểu được. Căn bản không phải chuyện này. Phạm vi 5 thước mới dùng chân khí, nhục thân thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, vừa rồi gia hỏa này đi tu luyện nhục thân? Nhưng nhục thân không phải khó tu luyện nhất, khó tiến bộ nhất sao? Như thế nào một canh giờ, thì đến được loại trình độ này? Trong lúc khiếp sợ, chỉ thấy vị Trương viện trưởng này đã đi tới trước mặt phong ấn, thân thể nhảy lên, bàn tay chạm đến, ngay sau đó lui về sau 7-8 bước, ngừng lại, nhắm mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lát sau, nhăn mày lại nhìn về phía trước, như phát hiện sự tình gì, vẻ mặt cổ quái. Cái này, làm sao có thể? Chương 1931, vừa đi tiểu phá phong ấn. 1. Thấy hắn đứng ở tại chỗ, biểu lộ cổ quái. Ngô sư nhìn không được nhìn lại. Trương sư, chẳng lẽ phong ấn này có vấn đề gì? Ở trong ấn tượng của hắn, vị Trương viện trưởng trước mắt này, luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, vô luận sự tình gì cũng mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ bộ dạng như vậy, nhất định là xuất hiện đại sự khó có thể giải quyết. À, không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Khóe miệng co quắp, Trương Huyền không nói thêm lời, đi đến hơn 40 mét, lúc này mới nhìn mọi người vẫy vẫy tay. Trừ vị trước không vội tu luyện, chúng ta thương nghị một cái, như thế nào giải trừ phong ấn này, tiến nhập đại môn. Trương sư, người đã tìm được phương pháp giải quyết rồi. Mọi người đồng loạt đi tới, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Đã nghĩ ra, chỉ là... Gãi gãi đầu, Trương Huyền biết rõ thấy nội dung quá mức không thể tưởng tượng, thật sự không cách nào mở miệng, đành phải nói.
Các ngươi người nào mang theo thanh cam linh dịch? Thanh cam linh dịch. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Thanh cam linh dịch là danh xưng của nước tiểu thánh thú, lộ ra không quá thấp kém. Cái đồ chơi này, tu luyện giả bình thường đều mang theo một ít, thời điểm đi ra ngoài thí luyện, vẽ phác thảo phạm vi, ban đêm phòng ngừa linh thú quấy rối. Lúc trước, Trương Huyền cùng Vưu Hư Y sư sinh tử đấu, chính là bức đối phương uống cái này, để cho đối phương phiền muộn thiếu chút nữa ngay tại chỗ thổ huyết. Cái di tích này, cổ xưa xa xăm, ta nghĩ. Có lẽ không có thánh thú linh thú, vì vậy không chuẩn bị thứ này. Ta cũng vậy, lúc trước ta chuẩn bị một lọ, bất quá kèm theo thực lực cường đại, cảm thấy không có tác dụng gì, một mực chứa, có nhục nhã nhặn, liền ném đi. Chiến sư đường chúng ta cũng không dùng thứ này, nếu có linh thú vây công, giết là được, giết nhiều rồi, tự nhiên không dám đến quấy rối. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Lần này có thể đi tới đây, hầu như đều là người có thân phận, Hàn Tự, Thanh Nguyên Đế Quốc Trận Pháp Sư Công Hội Hội trưởng, Mộc Viên Danh Sư Thất Tinh. Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều, Ngũ Nhiên, ba đại học viện viện trưởng. Hơn nữa chiến sư đường, hầu như đều không có thói quen tùy thân mang theo nước tiểu thánh thú, vì vậy, hỏi như vậy, tất cả mọi người có chút phát mộng. Không mang. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền nhìn thoáng qua Lạc Nhược Hy cách đó không xa. Vẻ mặt nữ hài hận đến nghiến răng. Ta cũng không mang. Được rồi, nếu như mọi người không mang. Thấy tất cả mọi người không mang, Trương Huyền lắc đầu. Xoa xoa mi tâm, cổ tay khẽ đảo, mặt đất xuất hiện một đống nồi bát muôi chậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua. Vậy, bản thân tự đi tiểu đi. Phốc, tất cả mọi người đồng thời lảo đảo, cảm giác muốn thổ huyết. Ngươi muốn tìm thanh cam linh dịch, để cho chúng ta đi tiểu. Chuyển hướng có cần nhanh như vậy hay không? Hơn nữa, tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, trực tiếp đi tiểu. Tất cả mọi người vẻ mặt tràn đầy phát điên, muốn nổi điên. Động tác nhanh lên, hơn nữa, tận lực nhiều một ít, có thể phá giải phong ấn hay không, là xem các ngươi cung cấp bao nhiêu rồi. Không để ý tới khuôn mặt mọi người xoắn xuýt, Trương Huyền khoát tay áo. Ta, mọi người chỉ cảm thấy sắc mặt xám ngắt, thật sắp khóc. Tốt rồi, mỗi người căn cứ tình huống của mình, cầm một công cụ. Trương Huyền chỉ nồi bát muôi chậu dưới đất nói. Mấy thứ này đều là từ trong không gian giới chỉ của dị linh tộc tìm ra. Hẳn là công cụ nấu cơm của bọn hắn, cực kỳ sạch sẽ, dùng để chứa đựng, thích hợp nhất. Được rồi. Thấy vẻ mặt hắn thành thật, không giống cố ý quấy rối, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đành phải nhẹ gật đầu, cắn răng một cái, riêng phần mình lấy một vật chứa. Vù vù vù. Thời gian nháy con mắt, người liền đi hết. Lấy nước tiểu, bọn hắn cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy. Thật sự quá xấu hổ chết người ta rồi. Trên quảng trường chỉ còn lại có Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy. Khục khục, cái này cho ngươi. Thấy nữ hài còn không có cầm, chần chừ một chút, Trương Huyền từ dưới đất lấy một cái ly đưa tới. Ngươi, hàm răng Lạc Nhược Hy cắn sắp bể nát, lạnh lùng nhìn tên trước mắt, hận không thể một cái tát chụp chết. Làm sao vậy? Thấy biểu lộ của nàng không vui, Trương Huyền nâng cằm, nhăn mày lại. Chẳng lẽ chê nhỏ, vậy, cho ngươi cái này. Nói xong. Có chút không tình nguyện đưa cái chậu lớn trong tay mình tới. Cút, thiếu chút nữa điên rồi, Lạc Nhược Hy gào thét một tiếng, cảm giác tùy thời có thể bạo tạc nổ tung. Đi đến bất kỳ địa phương nào, nàng đều là nữ thần, người khác kính ngưỡng, gia hỏa này thì ngược lại có thể cầm ly tới đây để bản thân. Ghê tởm hơn chính là, còn đưa chậu qua. Ngươi cảm thấy ta có thể chơi ra thứ này sao? Có tin hiện tại ta liền giết chết ngươi hay không? Không đi tiểu thì không đi tiểu. Giận dữ gì chứ? Không nghĩ tới đối phương không lĩnh hảo ý, còn để hắn lăn, vẻ mặt Trương Huyền ủy khuất. Ngươi, Lạc Nhược Hy thực điên rồi. Cho tới nay, bất cứ chuyện gì cũng không có biểu lộ quá lớn, giống như bức tranh, lại như là người ngoài cuộc, nhưng từ khi thấy ra hỏa này, mỗi lần đều bị tức dày vò, tất cả bình tĩnh tỉnh táo, đều bị bài trừ không còn một mảnh. Tốt rồi, ta đi. Thấy nói thêm gì nữa, nữ hài nhất định sẽ nổ thành hai nửa. Thân thể Trương Huyền chuyển một cái, quay người bỏ chạy. Thấy hắn rời đi, Lạc Nhược Hy như trước cảm thấy giận dữ, hận không thể bắt ra hỏa này lại đập một trận, chợt nghe đến cách đó không xa một thanh âm tràn đầy hốt hoảng vang lên. Chương 1932, vừa đi tiểu phá phong ấn. 2. Ta không có cái kia, không tiểu được làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Nguyên Đỉnh sốt ruột loạn chuyển,
tựa hồ đang quan sát bản thân, có thể giải quyết vấn đề này hay không, nhìn qua phía dưới, càng sốt ruột sắp khóc. Các ngươi chớ đi, ai có thể cho ta mượn một cái? Còn có, chủ nhân, người có thể chế tạo cho ta một cái hay không? Lạc Nhược Hy một đầu hắc tuyến. Mình gặp một đám người nào a? Không biết vì sao nữ hài tức giận, Trương Huyền tìm một chỗ không người, chuẩn bị thỏa đáng, đang định tự mình cũng chơi đùa ra một ít, đột nhiên vỗ trán. Ta như thế nào ngu như vậy? Sau một khắc, liền biến mất tại nguyên chỗ, dĩ nhiên tiến nhập thiên nghĩ phong xào. Tất cả đều tới đây cho ta. Lơ lửng trên không trung, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Vù vù vù. Thời gian nháy con mắt, bên trong chứa đựng rất nhiều thánh thú liền bay tới. Lần này biết rõ di tích nguy hiểm, thời điểm trở về danh sư học viện, cố ý mang nhiều đi một tí, tử dương thú, phân vụ lĩnh chín đại vương giả cùng với vượt qua thánh vực, cộng lại chừng trên 100 con. Đều đi tiểu cho ta. Lần nữa lấy ra một đống nồi bát nuôi chậu, đưa tới chúng thú. Giống. Giống. Tuy chúng thú nghi hoặc, nhưng đối với chủ nhân là không dám vi phạm, tất cả đều riêng phần mình lấy một cái chậu lớn xoay người sang chỗ khác. Trong lúc nhất thời tao khí trùng thiên. Không lâu sau, chỉ thấy mỗi thánh thú đều bưng một cái bồn lớn đi tới, ít nhất đều có hơn 10 cân. Những thánh thú này, hình thể đều cao mấy mét, cực kỳ khổng lồ, thật muốn đi tiểu mà nói, số lượng tự nhiên nhiều làm cho người kinh ngạc. Không tệ. Thấy mấy gia hỏa này quả nhiên cho lực lượng, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, bàn tay chảo một cái, các chậu lớn thanh cam linh dịch hội tụ chung một chỗ, đủ để chứa một cái thùng lớn, tiếp cận hơn 2.000 cân. Tốt rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Khoát tay áo, Trương Huyền không để ý tới đám người kia nữa, thân thể nhoáng một cái, từ trong thiên nghĩ phong xảo bay ra ngoài. Lần nữa trở lại quảng trường, chỉ thấy không ít người đã bay trở về, đúng là người chiến sư đường. Đây là đồ vật ngươi muốn. Phùng Huân hừ một tiếng, đưa tới chậu trong tay, người khác cũng đều nhao nhao truyền đạt, bất quá, số lượng cũng không nhiều, chiến sư đường hơn 10 người, chung vào một chỗ, cũng chỉ có non nửa chậu mà thôi. Ít như vậy. Trương Huyền nhìn thoáng qua, từng chiến sư hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, nhịn không được nhướng mày. Nhiều người như vậy, cả đám đều long tinh hổ mãnh, không nghĩ tới ít như vậy. Ít, ngươi thì sao? Có bản lĩnh lấy ra cho chúng ta nhìn xem, đoán chừng cũng không nhiều bằng chúng ta. Nghĩ tới thảm trạng bị đánh, Phùng Huân liền tức giận, nghiến răng quát lớn. Ta! Trương Huyền đang muốn nói chuyện, chỉ thấy đám người Ô Thiên Khung viện trưởng cùng Mộc Sư, Ngô Sư bay tới, riêng phần mình sắc mặt đỏ lên, có chút ngại ngùng. Đồ vật trong chậu hội tụ chung một chỗ, phát hiện còn không có nhiều bằng chiến sư đường. Cái này! Trương Huyền bất đắc dĩ. May mắn hắn nghĩ ra biện pháp, nếu không, chỉ bằng vào những người bọn hắn, chút đồ vật ấy, đừng nói phá trận, ngay cả gãi ngứa cũng không đủ. Được rồi, những thứ này của các ngươi không cần nữa, quá ít, dùng của ta đi. Đám đông hội tụ, ngay cả một chậu cũng chưa tới, tiện tay ném xuống đất, Trương Huyền lắc đầu. Dùng của ngươi, ngươi một người chẳng lẽ có thể hơn chúng ta? Nghe hắn nói ra lời này, Phùng Huân càng thêm tức giận, nhịn không được nói. Đây là của ta. Ầm ầm. Một cái thùng gỗ thật lớn rơi trên mặt đất, chừng hơn 2.000 cân, nện lên một mảnh bụi đất. Phốc. Làm sao có thể? Tất cả danh sư, chiến sư nhìn qua, đều giống như muốn điên, ánh mắt quái dị, vẻ mặt tràn đầy phát điên. Coi như bàng quang của ngươi lớn hơn nữa, cũng có cái hạn độ A, nhiều như vậy, cũng có thể đi vào tắm rửa, nhẹ nhõm chết đuối ngươi vài lần. Từ đâu chơi đùa ra thứ này? Nhất là Phùng Huân. Chỉ cảm thấy máu tươi lần nữa xông lên cổ họng. Đến cùng như thế nào làm ra? Sức chiến đấu cường đại thì thôi, còn đi tiểu nhiều như vậy. Trong bàng quang của ngươi, có không gian gấp sao? Sớm biết như vậy, ngươi một người có thể làm ra nhiều như vậy, còn dày vò chúng ta gì à? Tốt rồi, ta đi phá trận. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền chào một cái, chân khí hội tụ, nhấc thùng gỗ lên, bàn chân đạp mạnh. Thân thể treo trên bầu trời, thẳng tắp bay tới phong ấn. Thấy hắn muốn phá trận, mọi người không hề xoắn suýt sự tình vừa rồi, đồng loạt nhìn qua đại môn. Cái phong ấn này, vừa rồi bọn hắn nghiên cứu rất lâu, không có bất kỳ biện pháp nào, nhiều dị linh tộc như vậy cũng chỉ có dốc sức liều mạng công kích, nghĩ không ra chiêu số khác, vị trương sư này, chỉ mò một cái, tìm được phương pháp, hơn nữa để cho bọn họ chuẩn bị nước tiểu. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đến cùng dùng phương pháp gì?
cùng nước tiểu lại có quan hệ gì? Vù vù. Trong ánh mắt mọi người, Trương Huyền đi vào trên đại môn, ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên chút nước xuống. Ầm ầm. Thùng gỗ lập tức xuất hiện lỗ thủng, nước tiểu ẩn chứa trong đó thẳng tắp bắn tới phong ấn. Xì 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 xì. Thứ này cùng phong ấn tiếp xúc, lập tức như axit sulfuric gặp sắt thép, người sau phát ra thanh âm bị ăn mòn, nguyên bản phong ấn vô cùng chắc chắn, trong nháy mắt tan rã. Chương 1933, thật lớn a. 1. Cái này. Nhìn một màn này ở trong mắt, Hàn hội trưởng như nhớ tới cái gì, đồng tử co rụt lại, thanh âm run rẩy. Ta hiểu được. Hiểu được gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hiểu được, mọi người còn tràn đầy mê hoặc, nhìn không được nhìn lại. Ngay cả thánh vực tứ trọng Ngô sư, toàn lực công kích, cũng không tổn thương mảy may, như thế nào đổ chút. Liền tan thành mây khói, bắt đầu sụp đổ. Nếu ta đoán không lầm, cái phong ấn này hẳn là thuộc tính thuần dương, không dung đồ vật không sạch sẽ cùng nước. Nếu như chỉ là nước mà nói, muốn phá vỡ cũng rất khó, nhưng dùng thanh cam linh dịch khiến người ta khó có thể thừa nhận, sẽ không phòng ngự được, tự động tan vỡ. Hàn hội trưởng nói, phong ấn thuần dương thuộc tính, cũng không có loại đặc tính này a. Sao lúc trước ta chưa nghe nói qua? Ngô sư nhíu mày. Thuần dương phong ấn, gặp qua không ít, nhưng chưa từng nghe nói qua, dùng nước tiểu có thể phá giải, nếu đơn giản như vậy, loại trận pháp này cũng không có ý nghĩa tồn tại. Thuần dương phong ấn đơn thuần, tự nhiên không có loại đặc tính này, nhưng nếu thuần dương phong ấn không tì vết, lại khó mà nói. Kỳ thật rất nhiều trận pháp, đều sợ hãi dơ bẩn, thật giống như có người bị nhốt ở trong trận pháp, phá giải như thế nào cũng không được, kết quả nữ tử sinh sản, sẽ khiến linh khí tán loạn. Trận pháp triệt để sụp đổ. Hàn hội trưởng nói. Cái này, ta giống như nghe nói qua. Mục sư gật đầu. Rất nhiều người đều cho rằng nữ tử sinh sản chảy ra máu là dơ bẩn nhất, dùng để phá giải trận pháp ổn định, là thích hợp nhất, không ít người hay dùng thứ này, rèn luyện lợi khí phá trận, chuyên môn dùng để phá giải trận pháp. Liếc mắt nhìn, liền biết rõ phong ấn thiếu sót, Trương viện trưởng lý giải đối với trận pháp, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Thấy mọi người hiểu được, Hàn hội trưởng lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, cảm khái một tiếng. Thuần dương phong ấn không tì vết, lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế, căn bản không dễ dàng như vậy, coi như có được nước tiểu, tìm không thấy tiết điểm của phong ấn, một khi tưới lên, không chỉ không thể phá giải, gây chuyện không tốt còn sẽ gặp đến phản kích. Giống như dùng lực lượng tiến hành công kích, thi triển ra càng lớn, bị phản kích sẽ trở nên càng mạnh, cuối cùng khiến người ta chống chọi không được. Cái phong ấn này chính là như thế. Thoạt nhìn động tác của Trương viện trưởng đơn giản, mang theo thùng gỗ lên bầu trời, chơi đùa chút liền giải trừ phong ấn. Trên thực tế, độ cao của thùng gỗ, lực trùng kích của chất lỏng, rơi vào trên tiết điểm của phong ấn. Kém một chút đều không được. Đối với năng lực khống chế yêu cầu cực cao. Đoán chừng cũng chỉ có biến thái này, mới có thể nghĩ ra loại phương pháp phá giải kia, hơn nữa thành công, không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phương pháp phá giải quỷ dị như thế, cái kia, lúc trước đám người Hồng Viễn học viện Trương dẫn khâu, là làm sao đi vào. Một chiến sư nhìn không được nhìn qua. Những người khác cũng tràn đầy kỳ quái. Loại phương pháp cổ quái này, đoán chừng cũng chỉ có Trương viện trưởng mới có thể nghĩ ra, Trương dẫn khâu làm người chính trực, bảo thủ, coi như biết rõ, đoán chừng cũng không muốn đi làm. Cụ thể làm sao đi vào, ta không rõ ràng lắm, bất quá. Lúc trước nhiều năm như vậy. Di tích cũng không có xuất hiện qua, sau khi bọn hắn tiến vào, chúng ta mới có thể đi tới nơi này. Chỉ sợ, nắm giữ bí mật chúng ta không biết, hoặc là đã nhận được chìa khóa tiến nhập nơi đây. Suy tư một chút, Hàn hội trưởng nói. Bất luận di tích gì, muốn cho hậu nhân tiến nhập, nhất định sẽ có cái gọi là chìa khóa, hoặc là pháp bảo thông hành, chỉ cần mang theo vật này, rất nhiều thứ đối với bọn họ mà nói, phong ấn khó có thể giải quyết sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Khẳng định so với bọn hắn, thấy trận phá trận, muốn xông vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại là có khả năng. Mọi người đồng thời nhẹ gật đầu. Cũng đúng, nếu như không có chìa khóa, muốn tiến đến, thật rất khó, không có vị Trương viện trưởng này mà nói, bọn hắn chỉ sợ như trước vây ở trên dung nham, không có biện pháp nào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Trong quá trình đối thoại, nước tiểu trong thùng gỗ liên tục chảy xuôi, phong ấn đùng đùng vỡ ra. Chậm rãi tiêu tán, không qua một lát, đại môn triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể tiến vào. Thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền bay xuống,
ném thùng gỗ ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra. Thư viện biểu hiện thiếu sót, đã biết rõ đó là một thuần dương trận pháp không tì vết, nước tiểu vừa vặn tương khắc, lúc này mới có ý tưởng kia, không nghĩ tới quả nhiên có thể thực hiện. Tốt! Mọi người đồng thời nhẹ gật đầu, đồng loạt bay về phía đại môn. Như cũ là Ngô sư đi đầu, thấy không có nguy hiểm, lúc này mới gọi mọi người đi vào. Lúc trước ở bên ngoài phong ấn cảm nhận được cực nóng, mà tiến vào trong, lại phát hiện loại nhiệt lượng này đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại từ trong đại môn để lộ ra mát lạnh nhẹ nhẹ, thật giống như lúc trước là ảo giác. Chẳng lẽ lúc trước cảm giác sai rồi? Một vị chiến sư nhìn không được nói. Vừa rồi ở bên ngoài phong ấn, còn mượn nhờ trong đó tỏa ra nhiệt lượng tu luyện, đối với tu vi có chỗ tốt rất lớn. Vốn tưởng rằng tiến nhập trong đó sẽ bị thiêu cháy không cách nào thừa nhận, vì sao tình huống hoàn toàn trái lại, chẳng những không có cảm giác nóng, còn cảm thấy mát lạnh. Chẳng lẽ lúc trước trải qua hết thảy, là giả hay sao? Không khỏi quá mức quỷ dị đi. Mọi người không nên hoảng hốt, nếu ta đoán không lầm, lúc trước trải qua sự tình là thật, hiện tại cũng là thật. Thần sắc của Hàn hội trưởng ngưng trọng, nói. Vô cùng có khả năng, đây là một trận pháp nóng lạnh giao hòa, giống như trận pháp khống chế khí hậu, có thể tùy ý cải biến độ nóng, làm cho người ta cảm thụ bất đồng. Chương 1934, thật lớn A. 2. Rất nhiều trận pháp sư công hội, đều bố trí một ít trận pháp có thể khống chế nhiệt độ, có lẽ đại môn này chính là loại tình huống đó. Lúc trước mọi người ở bên ngoài cảm thấy khó có thể thừa nhận, mà tiến vào trong. Vô cùng có khả năng xúc động cơ quan đặc biệt nào đó, nhiệt độ trở nên thích ứng, mới có loại cảm giác này. Có khả năng. Nghe giải thích, mọi người đồng thời nhẹ gật đầu. Tuy cảm thấy chỉ bằng vào trận pháp khiến cho nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy, có chút khó tin, nhưng người lưu lại di tích, không biết là cường giả cảnh giới cao bao nhiêu, làm ra loại trận pháp này cũng không gì đáng trách. Dù sao chịu hạn chế bởi tu vi, bọn hắn cảm thấy không thể lý giải, cũng không đại biểu không thể hoàn thành. Giống như Trương viện trưởng dùng nước tiểu phá giải phong ấn vậy. Đây không phải trận pháp. Mọi người gật đầu, đang muốn tiếp tục tiến lên, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói chuyện không phải Ngô sư, cũng không phải Trương Huyền, mà là Lạc Nhược Hy luôn luôn trầm mặc. Không phải trận pháp, vậy là cái gì? Thấy nàng nói khẳng định như thế, mọi người kỳ quái nhìn qua. Là vận dụng không gian. Lạc Nhược Hy nói. Không gian. Mọi người nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Giống như không gian gấp và không gian giới chỉ, cái đại môn này đi thông một không gian khác, dùng phong ấn lúc trước che lấp, không thuộc về một không gian, tự nhiên làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Lạc Nhược Hy nói, đi thông một không gian khác. Tất cả mọi người cảm thấy toàn thân chấn động, tràn đầy kinh hãi. Liên lụy đến trận pháp, tất cả mọi người có thể rõ, bay lên không gian đã có chút khó có thể hiểu. Tiền bối lưu lại di tích. Lại có thể liên lụy đến phương diện này, nên cường đại ra sao? Nghe nói, thánh vực cửu trọng có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bố trí không gian gấp, để cho sinh mệnh tiến nhập trong đó, cũng không cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ, chủ nhân di tích, dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới này? Ngô sư siết chặt nắm đấm. Thân là danh sư thất tinh thượng phẩm, biết rõ rất nhiều bí mật, thánh vực cửu trọng, tuy thưa thớt, nhưng cũng xem qua thư tịch tương quan, biết rõ đáng sợ. Cường giả cảnh giới như thế, vật lưu lại đối với bọn họ mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng tùy tiện một cơ quan, một cái trận pháp, liền không phải là bọn hắn có thể lý giải. Lạc Nhược Hy lắc đầu, không khẳng định, cũng không phủ nhận câu trả lời của hắn. Thánh vực cửu trọng mới có thể lý giải không gian pháp tắc. Trương Huyền mở chừng hai mắt. Nói thật, tin tức này với hắn mà nói, thật là rung động. Ở phong thánh đài, hắn tiến nhập qua một không gian gấp. Cũng để cho thiên nghĩ phong mẫu thu lấy, nói như vậy. Cái chỗ kia là thánh vực cửu trọng cường giả lưu lại. Khổng sư ngay lúc đó, mới vừa vặn đột phá, tất nhiên không phải tự tay bố trí, vô cùng có khả năng khi đó, thì có loại cường giả cấp bậc này đi theo ở sau lưng, trung tâm đi theo. Lấy nhân cách mị lực cùng năng lực đặc biệt của khổng sư, thu phục mấy tùy tùng thực lực mạnh hơn hắn, không khó lắm. Lần trước vừa tới danh sư học viện công khai thiết học, nhìn thấy Lạc Nhược Hy. Nàng đi trong đám người, nhưng không có một lần va chạm, giống như nắm không gian trong tay. Một cái ý nghĩ xông ra, bất quá cười khổ lắc đầu. Điều đó không có khả năng, nàng bất quá là danh sư lục tinh, thực lực coi như mạnh mẽ hơn ta, cũng mạnh không đi nơi nào, đoán chừng là một loại bí pháp đặc thù. Xem hết thư tịch trong danh sư học viện,
biết rõ danh sư đại lục này, không chỉ có thể chất đặc thù, còn có huyết mạch, rất nhiều gia tộc lợi hại, dựa vào lực lượng huyết mạch, thúc dục bí pháp, uy lực to lớn, vượt xa võ kỹ. Nguyên nhân chính là như thế, thánh vực quý tộc mới khiến người ta sợ hãi, không dám vi phạm như thế. Trong lòng nghi hoặc, nhịn không được nhìn về phía nữ hài. Người sao có thể xác định, đây không phải trận pháp, mà là không gian. Đám người Ô Thiên Khung cũng nghi hoặc nhìn qua. Hoàn toàn chính xác, liên lụy không gian, thật sự quá thâm ảo, thật sự khiến người ta khó có thể lý giải. Rất đơn giản, các ngươi nhìn về phía trước sẽ biết. Lạc Nhược Hy mở chừng hai mắt, chỉ về phía trước. Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy sau khi xuyên qua đại môn, tình cảnh trước mắt thay đổi. Đằng sau đại môn, là một mảnh núi cao liên miên chập trùng, liếc nhìn không tới cuối, phía trên đều là thảm thực vật xanh biếc, khí tức ôn nhuận truyền tới, làm cho người ta cảm giác đã cách xa Hỏa Nguyên Thành, đến một thành thị tựa như mùa xuân. Đây là, không gian gấp, thật lớn a. Trương Huyền ngẩn ngơ. Từ lần đầu tiên thấy Thiên Nghĩ Phong Sào, gặp qua vài không gian gấp, thậm chí mình còn có một cái. Nhưng lớn như vậy, đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng không có nghe qua. Không gian gấp của hắn, đường kính mấy trăm mét cũng không tệ rồi, cái này còn dung nạp núi lớn, sông lớn. Nhìn không tới cuối, quá kinh khủng. Phải biết rằng không gian gấp càng lớn, áp lực ở ngoại giới lại càng lớn, tính ổn định sẽ càng kém. Lớn như vậy, đến cùng làm sao làm được? Không đúng, đây không phải không gian gấp, mà là không gian trận pháp. Đang khiếp sợ, chợt nghe thanh âm của Hàn hội trưởng vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chau mày, thân thể cứng ngắc. Chương 1935, hành giả vô cương thượng. 1. Không gian trận pháp. Trương Huyền không hiểu. Hắn nghe nói qua mê trận, ảo trận, sát trận, không gian trận pháp là cái gì, cùng không gian gấp có gì khác nhau. Không gian trận pháp chính là trong trận pháp, tự thành không gian, tính ổn định không bằng không gian gấp, nhưng lại càng dễ dung nạp sát trận, ảo trận, mê trận. Khiến người ta lâm vào trong đó, cũng không thể tự biết. Thanh âm của Hàn hội trưởng phát run. Thân là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, biết rõ loại trận pháp này đáng sợ, tự thành không gian, chỉ cần lâm vào trong đó, ý thức sẽ bị pháp tắc ảnh hưởng, căn bản đi không ra, quan trọng nhất là, bên trong vô cùng có khả năng che giấu một ít sát trận lợi hại, coi như thực lực ngươi cao cường, chỉ cần không có đạt tới thánh vực cửu trọng liền không có khả năng phá giải. Nghe được hắn nói, liếc mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều nhíu mày. Tuy bọn hắn như trước không biết rõ không gian trận pháp, nhưng Hàn hội trưởng luôn ổn trọng, có thể khiến hắn biến sắc như thế, nói nơi đây tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Nếu như trực tiếp phá giải trận pháp này thì sao? Trương Huyền nhìn lại. Quản trận pháp có lợi hại hay không, cùng lắm thì lãng phí một cước, không đến mức khẩn trương như thế à. Trận pháp khác có thể phá giải, không gian trận pháp hầu như không có khả năng, trừ khi người đã có được thực lực coi như không gian nghiền nát, cũng sẽ không làm bị thương bản thân. Hàn hội trưởng nói, khóe miệng Trương Huyền co lại. Cái này so sánh với uy lực bạo tạc nổ tung thì lớn hơn nhiều lắm, thật muốn gặp được, đừng nói hắn chỉ có thực lực tòng thánh, coi như lại đề cao 6. Bảy đại cấp cũng gánh không được, thậm chí nguyên thần ở trong không gian nghiền nát, cũng bị đơn giản xoắn giết. Sinh hoạt ở trong không gian nát, còn làm sao sống sót? Da không còn, lông mọc ở đâu? Phải, nguyên nhân chính là như thế, không gian trận pháp chỉ có thể dựa theo con đường đối phương xếp đặt thiết kế, từng chút tiến lên, không thể vượt qua. Nói đến đây thanh âm của Hàn hội trưởng trầm thấp. Nói cách khác, bây giờ coi như chúng ta tiến nhập di tích. Đã từng bước nguy hiểm. Từng bước nguy hiểm. Thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Hai cửa ải trước, tuy rất khó, nhưng mà nếu như không cách nào thông qua, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Thật giống như ở trên dung nham, không cách nào thông qua nham thạch nóng chảy tiến nhập cung điện phía dưới, có thể bay lên, trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm tính mạng. Còn cửa thứ hai, không công kích phong ấn, coi như ở bên trong vài năm, cũng sẽ không bị thương tổn. Mà bây giờ, nghe khẩu khí của Hàn hội trưởng, tiến nhập không gian trận pháp này liền không giống, vô luận đi hay không đi, tiến lên hay không tiến, tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm, nói cách khác, cái di tích này, khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. Đã đến nơi này, thì an tâm đi, nếu như nơi này là di tích chính thức, vậy nói rõ, đám người Trương dẫn khâu khẳng định đã tới, chúng ta có thể tìm con đường bọn hắn đi qua, chỉ cần có thể tìm được, tính an toàn tất nhiên sẽ tăng lớn không ít. Ô Thiên Khung nói. Không sai.
những người khác cũng nhẹ gật đầu. Lần này tới đây, sớm đã sinh tử không để ý, nếu như đã tiến nhập di tích, nói rõ mục đích đã đạt tới, không cần dây dưa, nên cao hứng mới phải. Đám người Trương Dẫn Khâu là 2 năm trước tới, cho dù có dấu vết gì, cũng kém không nhiều lắm tiêu tán, bất quá, nếu như có thể truyền tin tức ra, nhất định là bị nhốt ở một nơi nào đó, chỉ cần tiến lên, có lẽ có thể phát hiện. Ngô Sư nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lão viện trưởng chết hay không chết, ai cũng không cách nào xác nhận, nhưng nếu như có thể truyền tin tức ra ngoài, lúc ấy khẳng định còn sống, nếu như còn sống, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, để cho kẻ đến sau tìm, nếu không, đưa tin cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ân, Trương Huyền cũng không nhiều lời, Minh Lý chi nhãn lặng lẽ vận chuyển, nhìn quét bốn phía, nhìn trong chốc lát, nhìn không được lắc đầu. Bất kể là không gian trận pháp, hay không gian gấp, người lưu lại chỗ này, thực lực đều hơn xa hắn, cấp bậc chênh lệch quá lớn, coi như là Minh Lý chi nhãn cũng không cách nào xem thấu. Thiếu sót. Ngay sau đó trong lòng khẽ động. Không lâu sau, cũng lắc đầu. Mặc dù cái này là trận pháp, nhưng mà đang ở trong đó, thật giống như vây ở giữa thiên địa, thiên đạo thư viện chỉ có thể điều tra đồ vật chạm đến hoặc đang vận hành, đối với cái này không biết làm thế nào. Thật giống như ở bên ngoài không có khả năng lợi dụng mặt trời lên mặt trăng xuống, nhìn mây chạm mưa đến tìm kiếm thiên địa thiếu sót. Phạm vi quá lớn, coi như thư viện vô cùng nghịch thiên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước rồi. Biết rõ không có biện pháp phá hư, Trương Huyền tràn đầy phiền muộn, theo sát sau lưng mọi người, đi thẳng về phía trước. Không thể không nói không gian trận pháp này, thực sự quá thật, đi ở trong đó, nếu như không phải sớm biết được thân ở dưới dung nham không biết bao sâu, có thể sẽ thực cho rằng ánh nắng tươi sáng, sơn mạch ôn nhuận như xuân kia là thật. Dọc theo con đường đi về phía trước, nhìn xem thảm thực vật bốn phía xanh biếc, chẳng những không có hoảng sợ khi đi vào di tích, ngược lại cho người ta cảm giác thích hí nhàn nhã. Nhất là nghe được gió núi thổi lên cây cối phát ra thanh âm, càng làm cho người ta có cảm giác tâm tình buông lỏng, không tranh quyền thế. Đây không phải không có nguy hiểm gì sao? Đúng vậy, cảm giác nơi đây linh khí sung túc, nếu như về sau không muốn tranh đấu, có thể ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ không tồi. Hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt, thích hợp tu tâm dưỡng tính. Rời đi một lát, ánh mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng. Lúc trước Hàn hội trưởng nói khủng bố như vậy, bọn hắn đều khẩn trương muốn chết, chính thức đi lên, mới phát hiện không phải như đối phương nói, ngược lại làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh tường hòa. Chương 1936, Hành giả vô cương thượng. 2. Song chơi trong đó, khiến người ta sinh ra một loại ý nghĩ cả đời đều dừng lại ở bên trong. Không đúng, mọi người nâng tinh thần lên, chỉ sợ chúng ta đã lọt vào công kích. Mọi người một đường đi về phía trước, thời điểm cảm thấy không có vấn đề gì, Hàn hội trưởng nhìn không được nói. Lọt vào công kích, Hàn hội trưởng nói đùa, sao ta không thấy được? Một vị chiến sư cười nói. Đúng vậy, ta cho rằng Hàn hội trưởng là có chút thần kinh quá độ, buồn lo vô cớ, chúng ta nhiều người như vậy, nếu quả thật lọt vào công kích, nhất định sẽ phát hiện. Lại một vị chiến sư gật đầu. Bọn hắn mỗi một cái đều là nhân vật kinh nghiệm xa trường, nếu quả thật bị công kích, nhất định sẽ tiến hành phản kích, không có khả năng giống như hiện tại, cảm giác gì cũng không có. Không có phát hiện, mới là kinh khủng nhất. Sắc mặt của Hàn hội trưởng khó coi. Nếu như là minh đao minh thương tiến công, đánh không lại cũng có thể dốc sức liều mạng, sợ nhất chính là nước ấm nấu ếch xanh, khiến người ta lâm vào công kích, vẫn còn không tự biết. Có phải Hàn hội trưởng phát hiện cái gì hay không? Ngô sư hỏi. Các ngươi có phát hiện hay không, từ khi chúng ta tiến nhập đến nơi đây, nguyên bản thần kinh căng thẳng tất cả đều trầm tĩnh lại, loại tình huống này, một khi xuất hiện nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả biện pháp ứng đối cũng không có. Hàn hội trưởng nói. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chúng ta đi thời gian dài như vậy, lại thủy chung nhìn không tới bất cứ dấu vết cùng đầu cuối gì. Thật giống như có đồ vật gì đó dẫn dắt chúng ta đi. Thật sự là quỷ dị. Cái này, Ngô sư sững sờ. Đối phương không nói, còn không cảm thấy được, vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy không đúng. Đi tại nơi đây, quá buông lỏng, ngay cả phòng ngự cơ bản nhất cũng ném ra đằng sau, khiến người ta cam tâm tình nguyện lưu lại, không muốn rời đi, không nói cái khác, chỉ riêng điểm này. Liền cực kỳ quỷ dị, bất thường. Phốc! Hai người đang thương nghị, chợt nghe đến cách đó không xa một thanh âm thổ huyết vang lên, vội vàng quay đầu nhìn,
chỉ thấy chiến sư mới vừa nói Hàn hội trưởng thần kinh quá độ, khuôn mặt trắng bệch, máu tươi liên tục từ trong khóe miệng tràn ra, nhưng trên mặt mang theo mỉm cười, đi theo sau lưng mọi người, tiếp tục đi tới. Cái này, thấy gia hỏa này giống như không biết thống khổ, liên tục thổ huyết, khóe miệng còn dương nhẹ lên, tựa như mỉm cười. Thấy một màn như vậy, hai người đều sởn hết cả gai ốc. Tình cảnh trước mắt thực sự quá quỷ dị. Mặc dù kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ cũng chưa gặp chuyện kỳ quái như thế. Hắn đây là chân khí hao hết, thể lực chống đỡ hết nổi. Xem một lát, sắc mặt Ngô sư trầm xuống. Tình huống của vị chiến sư này, lấy nhãn lực danh sư thất tinh của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, là chân khí tiêu hao sạch sẽ, có chút thoát lực dẫn đến. Lúc này mới đi bao lâu? Như thế nào chiến sư lấy lực lượng kéo dài xưng danh, liền không chịu nổi rồi hả? Hàn hội trưởng đang kỳ quái, chợt nghe thanh âm của Ngô sư tiếp tục vang lên. Ngươi xem đan điền của mình một chút. Đan điền. Sửng sốt một chút, Hàn hội trưởng cúi đầu nhìn sang, vừa nhìn qua, đồng tử kìm lòng không được co rút lại. Chỉ thấy chân khí hùng hậu trong cơ thể hắn, lúc này cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nếu như so sánh đan điền như hồ nước, hiện tại cũng đã sắp thấy đáy, tùy thời khô quắt. Chân khí của ta, như thế nào tiêu hao nhanh như vậy? Thân thể phát run. Hàn hội trưởng là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, thánh vực tứ trọng đỉnh phong, thực lực mạnh nhất trong mọi người, chân khí cũng hùng hậu nhất, đừng nói đi đường, coi như là chiến đấu, cũng có thể duy trì một hai canh giờ, sẽ không suy kiệt. Nhưng bây giờ, mới đi đường một lát, thậm chí không có phi hành, liền tiêu hao không sai biệt lắm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật là đáng sợ. Phốc, phốc, phốc. Đang khiếp sợ, lần nữa nghe được thanh âm thổ huyết, lại có mấy vị chiến sư tu vi thấp, phun ra máu tới, ngay cả Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều, khuôn mặt cũng trắng bệch, trên đầu gân xanh toát ra, giống như lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, tùy thời không chịu nổi. Nhất là Ô Thiên Khung, không chỉ sắc mặt khó coi, đầu tóc tựa hồ cũng trở nên càng trắng, như trong thời gian ngắn già yếu hơn 10 tuổi. Cái này, thân thể Hàn hội trưởng run lên, nhịn không được nhìn về phía Ngô sư. Tuy hắn xác nhận nơi này là không gian trận pháp, biết rõ nguy hiểm, lại hoàn toàn không biết tình huống trước mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết. Ngô sư lắc đầu. Hiện tại bọn hắn thật giống như lọt vào giếng sâu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mặc dù xem qua vô số thư tịch, vẫn không rõ ràng cho lắm. Chúng ta hẳn là bị những tiếng gió trong núi hấp dẫn, lâm vào một loại ý cảnh đặc thù, không chỉ chân khí tiêu hao nhanh, tuổi thọ cũng sẽ hao tổn, nếu như không đi ra, sẽ giống như bọn họ, một mực đi về phía trước, không biết mệt mỏi, thẳng đến chân khí, tinh huyết hao hết mà chết. Hai người đang không hiểu, thanh âm của Trương Huyền vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên này nhăn mày, không biết nghĩ cái gì. Chương 1937, hành giả vô cương hạ. 1. Tiếng gió. Ngô sư, Hàn hội trưởng sững sờ, vội vàng nhìn lại chung quanh. Tiếng gió rất nhẹ, như trước thổi lá cây phát ra thanh âm rào rào, lúc trước bọn hắn cảm thấy, nghe yên tĩnh hờ hững, làm cho người ta có cảm giác tâm cảnh buông lỏng, mà bây giờ lại sởn hết cả gai ốc, không tự chủ được run rẩy. Đóng kín thính giác. Hô nhỏ một tiếng, hai người đồng thời đóng kín thính giác, không nghe tiếng động. Bất quá, chẳng biết tại sao, tiếng gió vắng lặng, như trước có thể truyền vào trong đầu, để cho bọn họ bất chi bất giác liền bị khống chế. Không có tác dụng đâu, đây là một loại ma âm, coi như đóng kín lục thức sáu giác quan cũng có thể tiến nhập nội tâm, khó lòng phòng bị. Lắc đầu, Trương Huyền truyền âm qua. Nếu như ma âm dễ dàng có thể cự tuyệt như vậy, cũng không xứng xưng là ma, hơn nữa một mình phân liệt thành một chức nghiệp đơn độc, truyền thừa vạn năm bất hủ. Vậy làm sao bây giờ? Hai người lần nữa mở ra thính giác che đậy, tràn đầy sốt ruột. Không thể cự tuyệt, lại không thể trốn tránh, chẳng lẽ bọn hắn đám mới tiến nhập di tích, sẽ phải hao tổn ở chỗ này? Trương sư, có thể phát hiện ma âm, có nghĩ ra biện pháp không? Ngô sư vội vàng xem ra. Đây là ma âm sư bát tinh phát ra ma âm, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, muốn đối kháng, lại để cho mọi người từ trong ý cảnh đặc thù đi ra. Chỉ có thể lấy âm phá âm. Suy tư một chút, Trương Huyền nói. Hắn vừa tiến đến đã biết rõ đây là ma âm, bằng vào thiên đạo chân khí cùng thân phận ma âm sư, bản thân có thể ngăn cản, nhưng mà muốn phá giải, lại thủy chung không nghĩ tới. Trừ khi, bản thân cũng đạt tới ma âm sư bát tinh, lấy âm phá âm. Lấy âm phá âm.
sắc mặt hai người trắng nhợt. Lúc này đi nơi nào tìm một ma âm sư bát tinh? Thật muốn có loại thực lực này, khẳng định cũng sẽ không để mọi người lâm vào loại ý cảnh đặc thù này không cách nào tự kiềm chế rồi. Cấp bậc bát tinh, chỉ là sơ kỳ, nếu không, nguyên thần của các ngươi cũng sẽ bị kích động, giống như những người khác, ngay cả bị thương cũng không biết. Bất quá, hiện tại ta chỉ là ma âm sư lục tinh đỉnh phong, coi như dùng hết toàn lực, cũng rất khó giải quyết. Trương Huyền lắc đầu. Cái tiếng gió này, chỉ tương đương với ma âm sư bát tinh sơ kỳ tấu nhạc, nếu không, Hàn hội trưởng cùng Ngô sư, khẳng định cũng không chịu nổi, không có khả năng giống như hiện tại, bảo trì thanh tỉnh. Dù vậy, cũng không phải hắn có thể chống chọi. Thực lực bây giờ, còn là quá yếu. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi người nào có thư tịch ma âm cấp bậc thất tinh? Trương Huyền hỏi. Nếu có thư tịch thất tinh, ngưng tụ thành công phương pháp, bắt đầu tu luyện mà nói, coi như không đạt được bát tinh, ít nhất cũng có thể đạt tới thất tinh đỉnh phong, loại thực lực này, lại phối hợp thiên đạo công pháp thiên vượt cấp, đối kháng ma âm này, chắc có lẽ không rất khó khăn. Ma âm. Liếc mắt nhìn nhau, Hàn hội trưởng cùng Ngô sư đồng thời lắc đầu. Một cái là trận pháp sư, một cái khác là danh sư, tuy phụ tu bảy loại chức nghiệp, nhưng không có ma âm, bởi vậy thư tịch liền không có tùy thân mang theo. Vậy khó làm rồi. Thấy bọn họ lắc đầu, Trương Huyền nhíu mày. Không có, học không được ma âm cấp bậc cao hơn, muốn bài trừ ma âm, độ khó liền lớn không biết bao nhiêu lần. Như vậy đi, hai người các ngươi chăm sóc mọi người, tận lực để cho bọn họ không thoát lực mà chết, thật sự không được, nhiều bổ sung chút đan dược. Ta đi tìm nơi phát ra tiếng gió, nếu như có thể tìm được, thì có thể giải quyết. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói. Không thể lấy lực lượng bài trừ, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm căn nguyên, nghĩ biện pháp phá hủy. Ân, làm phiền Trương viện trưởng rồi. Hai người đồng thời cúi đầu. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Khách khí. Thấy thái độ của bọn họ như thế, Trương Huyền lắc đầu, không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái, dọc theo phương hướng thanh âm vang vọng thẳng tắp bay đi. Thanh âm thanh đạm, vang ở trong tai, coi như là hắn, cũng cảm thấy có chút mê muội, nếu không phải linh hồn trải qua dung nham rèn luyện càng tiến một bước, chỉ sợ cũng có thể không chịu nổi. Ma âm này, tuy có thể khiến người thoát lực, nhưng không có tới chết. Chỉ cần bổ sung đan dược kịp thời, vấn đề không lớn. Nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện mấy vị chiến sư vừa rồi thổ huyết, được hai người Ngô sư bổ sung đan dược, sắc mặt khôi phục không ít. Bất quá, thân thể như trước không bị khống chế, tiếp tục đi tới. Giờ phút này, bọn hắn giống như con rối bị người giật dây, biết rõ lâm vào cục diện bị động, muốn tránh thoát, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Sở dĩ ma âm sư có thể khiến người hoảng sợ, danh chấn đại lục, thậm chí Hồng Viễn học viện cũng phải chuyên môn mở một viện. Nguyên nhân chính là khiến người ta biết rõ nguy hiểm, lại trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Chương 1938, hành giả vô cương hạ. 2. Phi hành một lát, phát hiện thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào, Trương Huyền nhíu mày, dựa theo tốc độ của hắn, nửa ngày qua, ít nhất phi hành mấy trăm dặm, loại tình huống này, cũng không có thoát ly phạm vi ma âm, thậm chí ngay cả ngọn nguồn cũng không có tìm được. Thanh âm bao phủ không khỏi có chút quá lớn a. Lấy hắn làm thí dụ, gậy ngọc cầm, có thể khiến người trong phạm vi vài trăm thước điên cuồng, có thể tưởng tượng nếu phạm vi lớn, liền lực lượng không đủ. Coi như là ma âm sư bát tinh, cũng không có khả năng tấu nhạc bao phủ mấy trăm dặm. Thật muốn như vậy, một người mạnh như thế, chỉ cần ở hoàng thành đánh đàn, mấy tỷ sinh linh đều bị mê hoặc, chẳng phải sức chiến đấu so với danh sư còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ đây là không gian trận pháp quỷ dị? Rõ ràng ta đi về phía trước, rồi lại như xoay quanh, ở cùng một phạm vi du tẩu. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới quỷ đả tường trong truyền thuyết kiếp trước. Có thể rõ ràng cảm giác đi tới, nhưng trên thực tế là đi vòng tròn hay không? Loại tình huống này, ở trong trận pháp là rất thông thường. Rất nhiều mê trận, kèm theo lực lượng đặc thù khiến người ta sai lầm phương hướng, chỉ cần đi vào trong đó, sẽ mất đi phương hướng, thậm chí la bàn cũng mất đi hiệu quả, cho người rõ ràng cảm thấy đi hướng đông, trên thực tế là hoàn toàn trái lại, hoặc lệch rất nhiều. Nếu như nơi đây sẽ cho người mất đi phương hướng, ta liền bố trí trận pháp, để cho phương hướng trở nên rõ ràng. Đứng ở không trung không tiếp tục hướng hành tẩu nữa, Trương Huyền nhướng mày, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một đống trận kỳ. Thực lực ma âm, hiện tại hắn như cũ là lục tinh đỉnh phong, có thể so với thất tinh sơ kỳ,
không cách nào đối kháng tiếng gió, nhưng trên trận pháp lại đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, hoàn toàn có thể bố trí ra một đại trận phân biệt phương hướng, chống cự công kích của đối phương. Rất nhiều trận pháp ở trong đầu chảy xuôi, rất nhanh một trận đồ hiển hiện, nhướng mày, nhẹ nhàng cười cười. Vù vù. Trước mắt lơ lửng trận kỳ, lập tức kích xạ ra, dựa theo phương vị đặc thù rơi trên mặt đất. O-O-N-G. Một tiếng nổ vang, trận pháp vận chuyển, Trương Huyền đứng ở trong đó, ngừng nghỉ một lát, lần nữa mở to mắt. Phương hướng quả nhiên bị sai. Khóe miệng giơ lên. Thông qua trận pháp này, hắn lập tức phân biệt ra được phương hướng chân thật, lúc trước cảm giác quả nhiên là sai. Xem ra trong không gian trận pháp này, không chỉ có ma âm đánh lén, còn có nhiễu loạn phương hướng, khiến người ta phân biệt không ra phương hướng. Phân biệt không rõ phương hướng, cộng thêm ma âm, tu luyện giả tiến nhập trong đó, sẽ liên tục hành tẩu, thậm chí lực lượng trong cơ thể hao hết, cũng không tự biết. Đám người lão viện trưởng có lẽ mang theo tầm hướng châm mà năm đó Ngô Dương Tử tiền bối lưu lại, tuy thứ này không phải thánh khí, lại hơn hẳn thánh khí, trên tìm kiếm phương hướng là chí bảo, lúc này mới thuận lợi đi ra ngoài. Rõ những thứ này, Trương Huyền nhịn không được gật đầu. Lão viện trưởng rõ ràng đi ra ngoài, nếu quả thật chết ở chỗ này, khẳng định đã sớm phát hiện hài cốt rồi. Tu vi của bọn hắn thấp đám người Ngô sư nhiều, lại có thể đi ra, đoán chừng là dùng nào đó bảo vật. Thông qua rất nhiều thư tịch của luyện khí sư học viện, biết rõ học viện có một tác phẩm đắc ý của Ngô Dương Tử, tầm hướng châm. Đây là một loại vật phẩm đặc thù, dùng tầm hướng mộc rèn luyện thành, tuy không phải thánh khí, nhưng ở trên tìm kiếm phương hướng, so với thánh khí còn muốn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, không gặp chỗ âm dương ngũ hành điên đảo, căn bản không dùng đến, luyện chế thành công cũng không có tác dụng, nên đưa cho danh sư học viện. Thời điểm mình tới, chuyên môn đi tàng bảo khố xem, cũng không phát hiện, đoán chừng lần trước lão viện trưởng đi ra ngoài đã lấy đi. Cũng chính là mượn cái này, mới đi ra địa phương quỷ quái kia. Đương nhiên, cụ thể dùng bao lâu thì không biết, có thể một canh giờ, cũng có khả năng 3 ngày, 5 ngày, mới phát giác vấn đề, dù sao khẳng định không có phát hiện nhanh như bọn hắn. Dù sao, ngay cả Ngô sư cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, không tìm được căn do, còn hắn, không sợ ma âm, mới ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Xác nhận phương hướng, Trương Huyền từ trong trận pháp nhảy ra, dựa theo vị trí vừa rồi tìm được, thẳng tắp bay đi, bay hơn 10 dặm, biết chắc lại sai lầm, lần nữa lấy ra chân khí, lại bố trí một trận pháp giống nhau. Tìm đúng phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Như thế liên tục, cuối cùng nhảy ra tình huống vòng quanh, một bia đá thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Không biết dùng cái gì điêu khắc, cao hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét, dựng ở đây không biết bao lâu, chịu đựng mưa gió ăn mòn, đã trắng bạc. Nhẹ nhàng run rẩy, phát ra minh hưởng dễ nghe, để cho mọi người mê say. Đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên có 3 chữ to, rồng bay phượng múa, không biết người nào lưu lại, tựa hồ tùy thời sẽ bay đi ra. Vô cương giới. Trương Huyền nhíu mày. Tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy đằng sau chữ to còn viết một nhóm chữ nhỏ. Vô cương giới, hành giả vô cương. Phàm là tiến nhập trong đó, nhất định sẽ bị ma âm ảnh hưởng, không phân biệt đông tây nam bắc, một mực ở bên trong loạn chuyển, khó có thể rời đi. Chỉ có thế hệ tâm trí kiên định, mới có thể không chịu mê hoặc. Nếu như trong 3 ngày có thể phân rõ phương hướng, phân biệt ma âm, tìm đến nơi này, được một môn tuyệt học của ta, trong 10 ngày hoàn thành, ta lưu lại một trận tạo hóa, sau 10 ngày, nói rõ tư chất bình thường, ta và ngươi xem như có chút duyên phận, nên cho khuyên bảo, nhanh chóng trở về đi. Xem hết nội dung phía trên, Trương Huyền mở chừng 2 mắt. Ta từ khi tiến nhập đại môn đến nơi đây, có lẽ còn chưa tới nửa canh giờ a. Trong 3 ngày phân rõ ràng phương hướng, tới chỗ này cũng có ban thưởng, cái khảo hạch này không khỏi quá đơn giản, chẳng lẽ thật sự có đần như vậy, 3 ngày cũng ý thức không ra vấn đề. Trong lòng thầm nhũ, quay người tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy kiểu chữ bất đồng lúc trước xuất hiện ở trước mắt. Ta Trương Dẫn Khâu, người đến đây, mất phương hướng, trọn vẹn dùng hơn nửa tháng, vô duyên với ban thưởng, chỉ cầu có thể ngăn cản dị linh tộc. Hơn nửa tháng mới phát hiện. Khóe miệng co lại, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy lúng túng. Không nghĩ tới, thật có người đần như vậy. Chương 1939, tuyệt học 1. Dựa theo cái nhìn của hắn, xảy ra vấn đề, thì nhất định có thể phát hiện quỷ dị, do đó phỏng đoán ra bị ma âm công kích, quá trình này có lẽ không lâu, coi như lại đần, trong 2-3 ngày khẳng định cũng hoàn thành.
không nghĩ tới đám người lão viện trưởng, lại ngây người hơn nửa tháng mới phát hiện. Đây cũng quá đần a. Khả năng có quan hệ tới thực lực, bọn người Ô Thiên Khung viện trưởng không chịu nổi, bọn họ ở trong mê huyễn, không cách nào khôi phục lý trí, tự nhiên không phát hiện được những thứ này. Xoắn suýt một lát, trong lòng Trương Huyền phỏng đoán. Lão viện trưởng cùng với tất cả trưởng lão lúc ấy mang đến, đều chỉ khoảng thánh vực nhất trọng, coi như thực lực mạnh nhất, cũng không quá đáng là thần thức cảnh mà thôi. Cấp bậc như thế, vô cùng có khả năng giống như Ô Thiên Khung cùng với rất nhiều chiến sư khác, vừa đến, trong đầu liền lâm vào hỗn loạn, rõ ràng bị thương cũng không tự biết. Loại tình huống này, ngay cả dùng thuốc cũng là đại phiền toái, chớ nói chi tìm chỗ mấu chốt, giải quyết vấn đề. Nếu như lão viện trưởng lưu lại chữ viết, nói rõ bọn hắn còn sống đi ra nơi đây. Suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì, Trương Huyền không hề xoắn suýt. Cùng nhau đi tới lâu như vậy, đã trải qua nhiều nguy hiểm, cuối cùng coi như biết rõ, đám người lão viện trưởng hoàn toàn chính xác giống như bọn họ từ nơi này đi qua, thậm chí bị nhốt ở trong đó. Trên tấm bia đá nói, trong 3 ngày đến, sẽ đạt được một môn tuyệt học, hiện tại vừa vặn ở trong phạm vi này, nhìn xem có thể có được cái gì. Không thèm nghĩ sự tình lão viện trưởng nữa, Trương Huyền nhìn về phía bia đá. Không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, cực kỳ trầm trọng, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, rất nhanh liền phát hiện một tia không đúng. Bên cạnh bia đá có một lỗ khảm có thể cho phép bàn tay để vào, tựa hồ chỉ cần đụng vào, có thể kích hoạt lạc ấn lưu lại ở trong đó. Cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không có cơ quan cùng nguy hiểm, lúc này Trương Huyền mới hít sâu một hơi, làm tốt phòng ngự, duỗi tay ra, để lên. Người lưu lại di tích này, thực sự quá quỷ dị, tuy bia đá ghi nhẹ nhõm, nhưng cũng phải phòng hỏa. O-O-N-G. Bàn tay tiếp xúc lỗ khảm, một đạo hào quang lập lòe ra, lúc trước ma âm làm cho người không cách nào tự kiềm chế, như bị đóng lại. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thứ này đình chỉ, coi như không đi cứu đám người Ngô sư, người sau tất nhiên cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm, sẽ không giống như lúc trước, làm gì cũng không bị khống chế rồi. Chầm chậm, thanh âm dừng lại, bia đá lần nữa lắc lư, như kích hoạt lên cơ quan hoặc trận pháp đặc thù nào đó, ngay sau đó vù vù một cái, một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở trước mắt. Là một lão giả râu tóc bạc trắng, trên thân để lộ ra khí tức lăng lệ ác liệt, mặc dù chỉ là một tàn hồn, lại làm cho người ta có cảm giác nghiền ép đến từ trên tinh thần. Thật mạnh, sắc mặt trầm xuống, trong mắt Trương Huyền tràn đầy cảnh giác. Mặc dù đối phương chỉ là một đạo hồn phách, hơn nữa tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng thật muốn xuất thủ với hắn, như trước chống chọi không được. Đây là thực lực nghiền ép, không cách nào vượt qua, nói cách khác, chủ nhân tàn hồn trước mắt này, khi còn sống ít nhất cũng đạt đến thánh vực ngũ trọng, thậm chí trở lên. Nếu không không có khả năng để cho hắn kiêng kỵ như vậy. Không cần khẩn trương, ta đúng là người lưu lại di tích này. Tựa hồ nhìn ra cảnh giác trong mắt hắn, bóng người cười cười. Ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện ta lưu lại cạm bẫy, cũng tìm tới nơi này. Nói rõ vô luận nhãn lực hay kiến thức, đều vượt qua thường nhân, có tư cách đạt được tuyệt học của ta, phát dương quang đại. Bóng người trong giọng nói, lộ ra tán dương. Hắn quy định 3 ngày, đối phương chỉ dùng không đến nửa canh giờ, năng lực mạnh ra ngoài ý định. Ta chỉ là một tàn hồn, có thể ở chỗ này thời gian cũng không dài, vì vậy, thời gian cấp bách, nhanh bái sư đi. Hai tay chắp sau lưng, bóng người nhìn lại. Bái sư. Trương Huyền nhíu mày. Đúng vậy, muốn được ta truyền thừa, phải nhập môn hộ ta, nếu không làm sao dạy ngươi tuyệt học. Bóng người gật đầu. Sư đạo truyền thừa, chú ý danh phận, dùng tuyệt học của người, mà không bái sư, danh bất chính, ngôn bất thuận. Cái này. Trương Huyền chần chờ. Một đường đi đến hiện tại, hắn còn không có lại bất luận kẻ nào làm sư, coi như lúc trước Khổng sư muốn thu đồ đệ, cũng bị cự tuyệt. Bởi vậy, để cho hắn tùy tiện bái một gia hỏa không rõ lai lịch, thậm chí ngay cả tên cũng không biết làm sư, trong lòng là cực kỳ kháng cự. Như thế nào, không muốn. Thấy vẻ mặt hắn tràn đầy xoắn xuýt, bóng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi hắn còn sống, người muốn bái sư có thể xếp vòng quanh một tòa thành thị. Hiện tại muốn nhận người làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt học, đối phương rõ ràng còn có chút chần chờ. Để cho hắn không thể tin được. Không phải không nguyện ý, mà là ta đã có sư phụ, không được hắn đồng ý, tùy tiện bái người, có làm trái sư đạo. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Dù sao cái thân phận Dương Huyền này, hắn dùng đã thuộc lòng rồi, không ngại dùng bao nhiêu lần.
Người cả đời không có khả năng chỉ có một lão sư, coi như là Khổng sư năm đó, đã từng lạy nhiều vị lão sư. Không coi vào đâu. Còn tưởng rằng hắn lo lắng cái gì, bóng người nghe thế cười cười. Chương 1940, Tuyệt học 2. Mặc dù Khổng sư là vạn thế chi sư, nhưng cũng không phải thánh nhân trời sinh, mà là từng bước một đi đến cảnh giới như thế, bởi vậy lúc còn trẻ cũng đã bái rất nhiều lão sư. Hắn còn như thế, những người khác có cái gì có thể xoắn xuýt? Tiền bối nói cũng không sai. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền cười cười. Bái tiền bối làm sư cũng không phải là không thể được, chỉ là muốn truyền thụ ta dạng tuyệt học gì, có thể trước biểu thị một chút, để cho ta nhìn xem, cũng tốt trong lòng hiểu rõ, động lực học tăng thêm. Cũng tốt. Bóng người nhẹ gật đầu. Thu đệ tử, truyền thụ tuyệt học, cũng phải trước hết để cho bọn hắn chứng kiến cường đại, mới có thể cam tâm tình nguyện. Thật giống như mua đồ, trước nghiệm hàng vậy. Tuy cái này thoạt nhìn có chút chất vấn uy nghiêm của hắn, nhưng mà niên đại lâu rồi, hắn không cho thấy thân phận, có thể lấy tuyệt học chính thức thuyết phục đối phương, mới là tốt nhất. Hai tay chắp sau lưng, nói lên tuyệt học của mình, bóng người lộ ra tự tin cường đại, mơ hồ mang theo một cỗ khí thế vô địch. Tuyệt học của ta là một loại thân pháp, gọi hành giả vô cương, tổng cộng ngũ trọng, tu luyện tới viên mãn mà nói, có thể bỏ qua không gian gông cùm xiềng xích, dùng thời gian ngắn nhất tới bất kỳ địa phương nào muốn đi. Hành giả vô cương. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Tuy còn không có gặp qua bộ thân pháp này, nhưng nghe tên mang theo mùi vị khinh thường thiên địa, đã biết rõ cực kỳ đáng sợ. Khó trách nơi đây gọi là vô cương giới, chỉ sợ đúng là dùng để khảo nghiệm tâm trí của tu luyện giả. Chỉ có thế hệ thiên phú cao tuyệt, mới có thể ở trong vòng 3 ngày, phát hiện khác thường, tìm tới nơi này. Nếu như Trương Huyền không có thiên đạo chân khí mà nói, muốn phát hiện chỉ sợ cũng rất khó. Đúng vậy, thiên địa có giới hạn, hành giả vô cương. Muốn học tập thân pháp cao nhất sâu, trong lòng đầu tiên phải bỏ đi giới hạn hạn chế của lãnh thổ quốc gia. Trong lòng vô biên, mới có thể tung hoành ngang dọc, không chịu trói buộc. Bóng người thản nhiên nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thật giống như kiếm chiêu tu luyện tới cực hạn, là vô chiêu, câu nệ ở chiêu thức, chỉ là hạ đẳng nhất. Tuyệt học chính thức đều là vô chiêu thắng hữu chiêu. Dù còn chưa gặp qua hành giả vô cương, nhưng đối phương vừa mới nói câu đầu tiên, đã khiến cho hắn cảm thấy mênh mông uyên bác. Ngươi đã muốn nhìn, ta để cho ngươi mở mang kiến thức. Nhìn ra thanh niên khiếp sợ, biết rõ đối phương kiêu ngạo cùng tự tin đã bị triệt để đánh nát, bóng người nhẹ nhàng cười cười. Vù vù. Không thấy được thân thể có động tác gì, thân ảnh lại đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở địa phương ngoài mấy ngàn mét. Thật nhanh, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Tốc độ của đối phương, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, đã không kém thuấn gì nhiều rồi. Tuy thiên đạo thân pháp cũng rất lợi hại, nhưng mà tới so sánh, quả thực chậm giống như ốc sên. Đương nhiên cũng không phải nói thiên đạo thân pháp không bằng đối phương, mà là đẳng cấp quá thấp. Hiện tại hắn tu luyện. Chỉ là một đường siêu tập pháp quyết trụ của tổng kết thành, ngay cả công pháp thánh phẩm cũng không có đạt tới, không bằng đối phương cũng là tình hữu khả nguyên theo như tình lý. Vù vù, đang khiếp sợ, thân ảnh đi xa của đối phương lần nữa nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mắt, chớp mắt ngoài mấy ngàn mét, chốc lát trở về, thật giống như thân thể tại nguyên chỗ không động, tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ. Có bằng lòng học tập hay không? Bóng người cười cười. Thân pháp này của hắn. Quán tuyệt cổ kim, ngay cả Khổng sư năm đó cũng than thở ba phần, hắn không tin có người có thể cự tuyệt. Thân pháp này quả nhiên không tệ, chỉ là... Không có trả lời hắn, chần chừ một chút, thanh âm của Trương Huyền có chút dừng lại. Chỉ là cái gì? Bóng người nhíu mày. Chỉ là cảm giác còn có mấy chỗ thiếu sót, để cho nó thoạt nhìn cũng không phải hoàn mỹ như vậy. Trương Huyền nói. Thiếu sót, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng thực lực của ngươi. Cũng có thể nhìn ra vấn đề trong thân pháp của ta. Không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại có thể cuồng vọng như thế, bóng người phất tay, tràn đầy không vui. Thứ nhất, vừa rồi thời điểm ngươi hành động, tuy tốc độ rất nhanh, khiến người ta thấy không rõ lắm, nhưng nếu như không có đoán sai, hẳn là chân khí dắt sợi. Không để ý tới phẫn nộ của hắn, Trương Huyền nhìn lại. Làm như vậy rất đơn giản, chính là trước để chân khí di động đến địa phương mình muốn đi. Sau đó, thân thể như con rối bị dây kéo, trong nháy mắt đi vào trước mặt. Tốc độ cực nhanh, nhưng mà có thiếu sót, đó chính là một khi bị người phát hiện huyền bí, chặt đứt liên tuyến, vô cùng có khả năng khiến bản thân di động đến địa phương không thể dự đoán.
thời điểm cùng người đối địch, xuất hiện loại tình huống này, rất dễ dàng bị người chém giết ngay tại chỗ. Thứ hai, chiêu này tiêu hao chân khí cực kỳ lớn. Tuy trong thời gian ngắn có thể tránh né công kích, đi vào một địa phương an toàn, nhưng chân khí không đủ mà nói, trực tiếp tiêu hao hầu như không còn, đồng dạng thành thịt cá, lúc đối chiến thi triển, chẳng những không thể đưa đến hiệu quả đánh bại địch giành chiến thắng, ngược lại càng dễ gặp được nguy hiểm. Thứ ba, tốc độ nhanh như vậy, đối với nhục thân yêu cầu cũng cực cao, người trước mắt là trạng thái linh hồn, không bị ảnh hưởng, nhưng mà nếu như nhục thân, không có cấp bậc thánh phẩm trở lên, muốn làm được hầu như không thể nào. Mà có được nhục thân như thánh khí, thực lực bản thân lại mạnh mẽ như thế nào? Người có pháp quyết tu luyện đối ứng không? Không có mà nói, cái thân pháp này lại có ý nghĩa gì? Ngươi, nguyên bản không thèm để ý chút nào, nghe được lời của hắn, sắc mặt bóng người đột nhiên biến đổi. Chương 1941, bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi. 1. Đối phương nói không có bất kỳ sai lầm, hai cái trước vẫn còn tốt, chỉ cần không bị phát hiện bí mật, lúc chiến đấu dùng ra, tuyệt đối có thể đưa đến hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nhưng cái thứ ba là khó khăn không thể giải quyết. Sở dĩ hắn có thể tu luyện thân pháp này, là vì trong cơ thể có được huyết mạch đặc thù, nhục thân trời sinh cường đại, coi như không cần tu luyện, cũng có thể nhẹ nhõm vận chuyển, mà không tan vỡ, còn những người khác lại không nhất định rồi. Cái thân pháp này cường đại, nhưng mà cường độ nhục thân không xứng đôi, là không thể nào luyện thành. Cưỡng ép tu luyện mà nói, ngược lại sẽ để cho thân thể tan vỡ, từ đó làm cho tu vi rớt xuống rất nhiều. Chuyện này, chỉ có chính thức tu luyện mới có thể nhận thức, coi như là bí mật trong bí mật, đối phương chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định, nhãn lực không khỏi quá tốt đi. Thật chỉ là tòng thánh. Nhìn biểu lộ của đối phương, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Thân pháp của đối phương, coi như không cần thiên đạo thư viện, cũng có thể tìm ra thật nhiều thiếu sót. Lúc trước vừa mới tu luyện thiên đạo thân pháp, liền gặp phải tình huống cường độ nhục thân chưa đủ, tốc độ quá nhanh, tùy thời có thể tan vỡ. Hành giả vô cương, tốc độ nhanh hơn, thậm chí xuyên thẳng qua không gian, nhục thân không đạt tới, đừng nói thi triển, chỉ sợ mới di động, còn chưa đả thương người, trước tổn thương mình rồi. Mấu chốt nhất là, đợi đến lúc nhục thân đạt tới loại cường độ này, thực lực tất nhiên cực cao, lúc này coi như không sử dụng thân pháp, tốc độ cũng cực nhanh, lại học cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cho nên đối phương nói ba hoa trích chòe, cũng phải tới phối hợp cường độ nhục thân cùng chân khí hùng hậu mới được, nếu không đều là giả dối, không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên, nếu như hai thứ này có sẵn, tu luyện thành công bộ pháp quyết kia, tất nhiên có thể như hổ thêm cánh, chính thức vô địch trong đồng cấp. Bởi vậy, khẳng định phải học, chỉ là, để cho hắn bái sư, tuyệt không có khả năng. Như thế nào, ta nói có chính xác không? Cười xong, Trương Huyền nhìn sang, hai mắt lập lòe. Ngươi nói không sai, vì vậy, bộ thân pháp này, chỉ truyền cho người có thiên phú, ngươi có thể thông qua dung nham, tới gần phong ấn phía ngoài, cũng phá hủy, nói rõ nhục thân đã đạt tới cảnh giới rất mạnh, lại có thể ở vô cương giới, tìm ra phương hướng, nói rõ linh hồn cũng rất cường đại. Chân khí cũng đủ hùng hồn. Dĩ nhiên thông qua được khảo nghiệm, phù hợp điều kiện tu luyện, chỉ cần phù hợp, những thứ này liền không là vấn đề. Dừng lại một chút, bóng người nói. Vô luận ở nham thạch nóng chảy hay phong ấn, đều là hắn lưu lại khảo hạch, đối phương có thể đến nơi đây, nói rõ đã thông qua, có thể tu luyện bộ pháp quyết này rồi. Chỉ cần thích hợp, những thiếu sót này, sẽ không còn là vấn đề. Ta có thể tu luyện, bất quá. Ta có năng lực cải tiến môn công pháp này, để cho uy lực của nó trở nên càng lớn. Không biết ngươi muốn nghe hay không? Trương Huyền cười nói. Cải tiến, không có khả năng. Bóng người lắc đầu. Hắn khi còn sống, tu vi đạt đến tình trạng khiến người ta kinh hãi, dù vậy, cũng không có công pháp cải tiến. Vị trước mắt này, chỉ là tòng thánh, làm sao có thể thành công? Không muốn gấp gáp bác bỏ như vậy, không bằng như vậy. Ngươi tu luyện bộ pháp quyết hành giả vô cương này cho ta nhìn một cái, ta trước tiên nói ra mấy cái thiếu sót cho ngươi nghe, có đúng hay không, có vấn đề hay không, ngươi lại phán xét. Trương Huyền nói, bộ công pháp này, vốn là muốn truyền cho ngươi xem không coi vào đâu, bất quá. Ta chỉ là một tàn hồn, có thể lưu lại thời gian không nhiều lắm, ngươi thật muốn xem hết, sợ rằng cũng phải mấy canh giờ sau. Bóng người nói, mục đích lưu lại di tích. Chính là vì truyền công pháp của mình cho hậu nhân, vị trước mắt này, đúng là nhân tuyển, hành giả vô cương pháp quyết, tự nhiên sẽ truyền thụ. Chỉ là, bộ công pháp này vô cùng huyền ảo, đừng nói học được, coi như thiên tư vượt trội,
không có mấy canh giờ cũng không thể giải thích vì sao. Chớ nói chi là tìm được thiếu sót. Hắn là tàn hồn, lưu lại không lâu, chỉ sợ đối phương còn không có xem hết, sẽ biến mất, liền không thể nào nghiệm chứng lời nói là thật hay giả rồi. Mấy cái canh giờ, không cần, chỉ cần cho ta xem công pháp, một phút đồng hồ sau, ta liền có thể tìm được lỗ thủng, cũng nghĩ biện pháp đền bù. Trương Huyền cười nói, một phút đồng hồ, bóng người bán tín bán nghi, dừng lại một chút, bàn tay vẽ một cái, một đạo văn tự tựa như ngân hà hiển hiện ở trước mắt. Đúng là pháp quyết tu luyện hành giả vô cương. Quét mắt qua một cái, trong lòng Trương Huyền không khỏi rung động. Bộ pháp quyết này, giống như đối phương nói, đúng là ngũ trọng, mỗi một tầng đại biểu một cảnh giới, không nói đệ ngũ trọng cuối cùng, coi như đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành, thực lực cũng có tiến bộ thật lớn, từ đó tốc độ tăng nhiều. Có thể đoán được, thật muốn học được, lực chiến đấu của hắn khẳng định còn sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa. Trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra, phun ra một ngụm chọc khí, Trương Huyền lần nữa cười nhạt một tiếng. Bộ công pháp này hoàn toàn chính xác quán tuyệt cổ kim, khiến người ta bội phục, bất quá. Nếu như ta không nhìn lầm, có lẽ có trọn vẹn 9 chỗ thiếu sót. Ngươi, bóng người run lên, lại càng hoảng sợ. Bộ công pháp này của hắn, năm đó để cho Khổng Sư bình phẩm, hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, tổng cộng có 9 chỗ thiếu sót. Chỉ là, Khổng Sư không có hỗ trợ sửa lại, mà chỉ điểm ra, để cho chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Thời điểm mở ra di tích này, thực lực của hắn cũng không đạt tới cao nhất, còn không có nghĩ ra phương pháp giải quyết, liền giữ lại pháp quyết có thiếu sót. Không nghĩ tới muốn truyền thừa cho vị này, chỉ nhìn thoáng qua, liền đoán được. Nhãn lực không khỏi quá tốt đi. 9 chỗ thiếu sót này, thứ nhất, thời điểm tu luyện đệ nhất trọng, chân khí chảy qua bế môn huyệt, sẽ cho người xuất hiện mù ngắn ngủi, nếu như vận khí không tốt, vô cùng có khả năng nhìn không thấy gì nữa. Không biết ta nói đúng hay không? Cái này, phải. Dừng lại một chút, bóng người nhẹ gật đầu. Chương 1942, bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi. 2. Đối phương nói, cùng lúc trước Khổng Sư nói giống như đúc. Mà hắn, năm đó mới đầu tu luyện đệ nhất trọng, cũng hoàn toàn chính xác gặp hiện tượng mù, may mắn Khổng Sư cứu được, lúc này mới giải quyết tai họa ngầm. Sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này, là vì chân khí dắt sợi, phải đi qua Minh Mâu huyệt, người đi qua mấy huyệt vị này, là sai lầm, một khi tìm không thấy trình tự chính xác. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thư viện không thể cung cấp phương pháp tu luyện chính xác, nhưng nói ra thiếu sót, để cho đối phương tin phục, vẫn có thể làm được dễ dàng. Chỗ thiếu sót thứ hai, đồng dạng ở trong đệ nhất trọng, lúc tu luyện, cần làm liền một mạch, chân khí chưa đủ, không cách nào tiến nhập thần hành huyệt mà nói, vô cùng có khả năng biến thành tê liệt, sống không bằng chết. Không có dừng lại, Trương Huyền tiếp tục nói. Hành giả vô cương, dưới bàn chân sinh gió, đi xa hơn, tốc độ nhanh hơn. Muốn làm được điểm ấy, phải mở ra thần hành huyệt trong truyền thuyết. Huyệt đạo này ở lòng bàn chân, rất khó mở ra, đối với trình độ chân khí hùng hậu cùng tinh thuần, đều có yêu cầu thật lớn, hơi có sai lệch, toàn thân sẽ tê liệt, cực kỳ đáng sợ. Lúc trước hắn tu luyện, tuy may mắn thoát khỏi khó khăn, cũng là cơ duyên xảo hợp, nguyên nhân chính là như thế, về sau thu qua mấy đệ tử, cũng không có may mắn giống như hắn, cuối cùng không có luyện thành công pháp, ngược lại không cách nào hành tẩu. Lúc trước, hắn vẫn cho rằng, là vì mấy đệ tử này chân khí chưa đủ, nhục thân không mạnh, chỉ cần tìm được tu luyện giả có huyết mạch đáng sợ giống như mình, có thể tránh được. Hiện tại thanh niên này nói không khác Khổng Sư chút nào, chỉ sợ. Không có đơn giản như mình nghĩ. Nơi thứ ba ở đệ nhị trọng, lúc tu luyện, chân khí du tẩu, tâm ma sinh sôi. Thứ tư ở đệ tam trọng. Thứ năm. Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, Trương Huyền một hơi nói ra 9 chỗ thiếu sót. Những thứ này đều là thư viện chiếu rọi ra, chỉ cần đọc là tốt rồi, không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư. Đây là chỗ thứ 9. Thế nào, 9 chỗ này, không biết ta nói chính xác hay không? Cái này, cái này. Bóng người run rẩy. Lấy đi văn tự ở trên không trung, nhịn không được gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều chính xác. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi. Bộ công pháp này, chừng hơn vạn chữ, coi như là hắn, muốn triệt để lý giải, cũng cần mấy canh giờ, đối phương chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả nửa phút cũng không có, liền mở miệng nói ra thiếu sót, hơn nữa cùng Khổng Sư nói giống như đúc. Phần nhãn lực này, có thể nói khủng bố. Phần thiên tư này, coi như so với Khổng Sư năm đó, cũng không yếu chút nào.
hiện tại có thể tin tưởng, ta có thể giúp ngươi cải tiến công pháp chưa? Trương Huyền nói, tin tưởng. Dừng lại một chút, bóng người cuối cùng nhẹ gật đầu. Đối phương có thể liếc nhìn ra thiếu sót trong công pháp, muốn sửa lại, để cho nó càng thêm hoàn mỹ, chỉ sợ thật có thể làm được. Tin tưởng là tốt rồi, đúng rồi, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi, 2 năm trước, nơi này có phải tới một đám danh sư? Không biết bọn hắn bây giờ còn sống hay chết? Trương Huyền hỏi. 2 năm trước hoàn toàn chính xác có người tới đây, bất quá, bọn hắn không có ở trong thời gian quy định đi ra vô cương giới, liền không có chuyển bọn hắn công pháp. Ngược lại để cho bọn họ rời đi, chỉ là, bọn hắn không nghe khuyên bảo, tiếp tục đi tới. Ta là ý thức, chỉ có thể ở chỗ này, tình huống ở cửa khẩu đằng sau, cũng không rõ ràng. Bóng người lắc đầu. Mặc dù hắn là người lưu lại di tích, nhưng giống như khôi lỗi thủ quan, chỉ có thể quản lý sự tình ở cửa khẩu của mình, tình huống đằng sau, không cách nào dòm ngó, cũng không thể nào biết được. Được rồi. Nghe giải thích, Trương Huyền hiểu được. Còn tưởng rằng có thể từ trong miệng đối phương biết rõ tin tức, hiện tại xem ra, như trước cần xông một cửa nữa. Đang định quay người rời đi, chợt nghe người phía sau nhịn không được mở miệng. Nếu như người biết rõ sửa lại như thế nào, có thể nói công pháp chính xác cho ta biết hay không? Thời điểm được lưu lại, còn không có triệt để giải quyết những thiếu sót này, bởi vậy, hắn coi như biết rõ vấn đề, cũng không có biện pháp giải quyết. Tuy có thể lưu lại không lâu, nhưng nếu có thể nghe pháp quyết tu luyện chính xác một lần, cũng không uổng kiếp này. Bình minh sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Người muốn biết rõ giải quyết như thế nào? Trương Huyền dừng bước, quay đầu nhìn qua. Đúng. Bóng người nhẹ gật đầu. Như có thể nghe nói, cảm kích khôn cùng. Đối phương liếc thấy ra thiếu sót trong công pháp của hắn, hiện tại hắn cũng không dám nói truyền thụ công pháp, chỉ hy vọng có thể ở trước khi biến mất, biết phương pháp tu luyện chính xác của hành giả vô cương. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, mang theo một cỗ khí thế vô danh, như cửu thiên đi tới. Bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi. Chương 1943, Lôi Đình Chi Hải 1. Bóng người nhoáng một cái, thiếu chút nữa không khống chế được, tiêu tán ngay tại chỗ. Tàn hồn của hắn ở lại chỗ này, là vì thu đệ tử, truyền lưu tuyệt học của mình cho đời sau, mà không phải. Vì bái sư a. Cái này thì ngược lại, đệ tử không thu, đối phương lại muốn bản thân bái sư. Phiền muộn để cho hắn sắp nổ. Bất quá, cũng không trách đối phương. Vừa gặp mặt, hắn đã nói, muốn được truyền thừa của ta, phải vào môn hộ, nếu không làm sao dạy ngươi tuyệt học. Nếu không danh bất chính, ngôn bất thuận. Hiện tại muốn đối phương truyền thụ, tự nhiên cũng phải giống nhau, nếu không, người ta dựa vào cái gì truyền thụ cho mình. Được rồi, là ta đường đột. Lắc đầu, bóng người không hề yêu cầu, mà ngẩng đầu nhìn lại. Thông qua chỗ này, mới tính chính thức tiến nhập di tích, đằng sau độ khó càng lớn, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. Nói xong, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Xem ra, dựa theo tình huống lúc trước, có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian, bây giờ bị đả kích, rút cuộc kiên trì không nổi. Vù vù. Bóng người biến mất, bia đá trước mắt cũng rạc rạc giòn vang, xuất hiện vô số vết rách, thời gian nháy con mắt đã vỡ vụn trên đất. Ngươi còn chưa nói, tên của ngươi là gì a? Không nghĩ tới hắn lại biến mất nhanh như vậy, Trương Huyền kìm lòng không được ngẩn ngơ. Kỳ thật, nói có thể sửa lại thiếu sót của hành giả vô cương, chỉ là dụ dỗ đối phương lấy ra bí tịch. Lúc trước hắn nhìn công pháp, cấp bậc đều rất thấp, cùng loại võ kỹ thượng đẳng này, căn bản không cách nào dung hợp. Bởi vậy, mặc dù biết thiếu sót, nhưng muốn nói ra chính xác, còn làm không được. Đối phương vẻ mặt thành khẩn muốn học tập, rơi vào đường cùng đành phải dùng lời nói của đối phương tiến hành phản bác, không nghĩ tới lời vừa mới dứt, hắn liền biến mất. Được bí tịch hành giả vô cương của người ta, kết quả ngay cả tên cũng không biết. Đa tạ công pháp của tiền bối. Vãn bối nhất định sẽ phát dương quang đại, không phụ nhắc nhở cùng yêu ái. Nhìn bia đá vỡ vụn trước mắt, Trương Huyền quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt thành khẩn. Vô luận như thế nào, bộ công pháp này của đối phương đã làm cho hắn toàn tâm cúi đầu, đây không phải chỉ là lý giải, cũng là một loại tôn trọng phát ra từ nội tâm. Tuy bộ hành giả vô cương này rất lợi hại, nhưng mà bây giờ ta còn không cách nào tu luyện. Bái xong, nhớ tới bộ công pháp vừa học, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Chân khí cùng nhục thân của hắn đã phù hợp điều kiện, coi như luyện thành thi triển, cũng sẽ không hao hết chân khí, nhục thân không chịu nổi mà tan vỡ, mấu chốt duy nhất là.
bộ công pháp này thiếu sót thật sự nhiều lắm. Để cho hắn không muốn luyện. Dù sao đệ nhất trọng thiếu sót, thì có thể dẫn đến hai mắt mù, mình không muốn bởi vì tu luyện một bộ công pháp, mà biến thành mù lòa a. Xem ra phải đợi đi ra di tích, tìm kiếm thân pháp cấp bậc cao hơn dung hợp, hình thành công pháp hoàn mỹ lại nói. Dù sao thiên đạo thân pháp với hắn mà nói đã đủ, không cần phải bí quá hóa liều. Đi về trước, không còn tiếng gió kêu, có lẽ bọn hắn đã từ trong trạng thái đặc thù tỉnh táo lại, không sai biệt lắm cũng sắp tới. Không hề xoắn suýt pháp quyết tu luyện hành giả vô cương, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thẳng tắp bay đi. Mọi người bị ma âm mê hoặc, không cách nào khống chế bản thân, ma âm biến mất, có lẽ đã từ trong ý cảnh đặc thù tỉnh táo lại, tìm được phương hướng. Một đường phi hành, thu hồi trận kỳ phân biệt phương hướng lúc trước bố trí xuống, dùng không bao lâu, lần nữa trở lại địa phương lúc trước chia ra với đám người Ngô sư, cúi đầu nhìn lại, nhíu mày. Nơi này đã không còn bóng người, ngược lại một mảnh hỗn độn, trên mặt đất vô số hố to như rừng, giống như vừa mới trải qua một trận chiến đấu rất tàn khốc, bốn phía đều là máu tươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nắm đấm siết chặt. Đám người Ngô sư, đều là cường giả thánh vực tứ trọng, thực lực mạnh mẽ. Gặp nguy hiểm gì, lại để cho bọn họ đánh kịch liệt như thế. Thậm chí ngay cả cái gì cũng không kịp lưu lại. Minh Lý Chi Nhãn. Biết rõ mọi người khả năng gặp phải nguy hiểm, không dám do dự, trong mắt hiển hiện hoa văn, nhìn lại bốn phía, rất nhanh, một dấu vết nhàn nhạt xuất hiện ở trước mắt. Đuổi theo. Biết rõ mọi người nhất định là rời đi theo hướng này, Trương Huyền tăng thêm tốc độ đuổi theo. Là dị linh tộc. Đi về phía trước một lát. Lần nữa phát hiện một địa phương giao chiến, lần này không chỉ có máu tươi nhân loại, còn có hai thi thể dị linh tộc bị chém giết. Nguy rồi. Cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử của Trương Huyền co rút lại. Nghiên cứu thi thể người khác, khả năng cần thời gian rất lâu, mới có thể phỏng đoán thực lực đối phương như thế nào, nhưng hắn có Minh Lý Chi Nhãn, có thể nhẹ nhõm phân biệt rõ, liếc thấy hai dị linh tộc kia, thực lực ít nhất đạt đến thánh vực tam trọng. Người mạnh như thế. Chỉ sợ ở dưới trướng của Thanh Điền Hoàng, cũng được cho không yếu. Vù vù. Tinh thần khẽ động, Tử Diệp Vương xuất hiện ở trước mắt. Hai người này, người có nhận thức không? Ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Căn cứ trong khoảng thời gian này trải qua, không chỉ bọn hắn muốn tới di tích này, Thanh Điền Hoàng cũng đánh chủ ý, đột nhiên xuất hiện dị linh tộc, khẳng định có quan hệ. Bẩm báo thiếu chủ, hai người kia ta không nhận ra, bất quá. Nhìn quần áo hẳn là... thuộc hạ của Thạch Diệp Vương. Chương 1944, Lôi Đình Chi Hải 2. Ánh mắt tỏa ánh sáng, xem một lát, Tử Diệp Vương nói. Thạch Diệp Vương. Trương Huyền nhíu mày. Theo như lời đối phương, một trong thượng ngũ vương, xếp hạng thứ tư. Thạch Diệp Vương lấy nhục thân nổi tiếng, công pháp vận chuyển, toàn thân như hòn đá, phòng ngự vô địch. Làn da hai người này khô khốc, thô ráp, không có mềm mại như bình thường, hẳn là thuộc hạ của hắn. Cũng học tập công pháp cùng loại. Tử Diệp Vương phân tích nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vừa rồi dùng Minh Lý Chi Nhãn quan sát, liền phát hiện, hai người kia làn da khô nứt, sắc mặt như than trì, tựa như tảng đá, còn tưởng rằng là dị linh tộc cư trú hoàn cảnh quá kém, làn da biến chất, không nghĩ tới là tu luyện công pháp đặc thù. Thạch Diệp Vương, nhục thân vô địch, tu vi càng đạt đến thánh vực tứ trọng đỉnh phong, coi như ta gặp gỡ, cũng là chạy được bao xa thì chạy. Đám người Ngô sư đụng phải, chỉ sợ rất nguy hiểm. Biết xảy ra chuyện gì, Tử Diệp Vương nói. Trương Huyền tràn đầy vẻ lo lắng, không nói thêm lời, nhìn theo manh mối dấu vết tiếp tục đuổi đi. Oanh long long. Đi về phía trước một lát, nghe được phía trước nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, mây đen răng đầy, tiếng sấm lao nhanh. Không gian trận pháp này, cực kỳ tương tự ngoại giới, có ấm áp, rét lạnh bốn mùa thay đổi. Tự nhiên cũng có sấm sét nổ vang. Bọn hắn tiến nhập nơi này. Thấy dấu vết thẳng tắp tiến nhập khu vực lôi điện, Trương Huyền nhăn mày lại. Loại lôi điện này cực kỳ đáng sợ, coi như là hắn, thấy cũng không muốn vào, tiến nhập nơi đây, hơi không cẩn thận sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Mọi người lại có thể tiến nhập nơi đây, xem ra gặp phải nguy hiểm, còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Nên lưu kim nguyên đỉnh lại a. Ánh mắt lộ ra tự trách. Vốn nghĩ không có nguy hiểm gì. Liền lấy đi kim nguyên đỉnh, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại gặp phải dị linh tộc. Thiếu chủ, lôi đình này cực kỳ đáng sợ, chúng ta đi vào sao? Chứng kiến lôi hải trước mắt, Tử Diệp Vương rụt cổ. Ngươi trước tiến vào thiên nghĩ phong xào đi.
Biết rõ nhiều người nhiều mục tiêu, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, thu tử Diệp Vương vào không gian giới chỉ, đang định đi vào, trong lòng khẽ động, ngừng lại. Tìm địa phương ẩn nấp, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị thỏa đáng, vu hồn nhẹ nhàng nhoáng một cái, từ trong mi tâm nhảy ra ngoài. Hiện tại mọi người đang không có ở, đằng sau có dị linh tộc đuổi giết, hay không đều là không rõ ràng, nhục thân đi vào, rất dễ dàng bị lôi đình vây khốn, vô cùng phiền toái, hơn nữa tốc độ quá chậm, xa không bằng vu hồn. Vu hồn của hắn thuộc về dương thuộc tính, hơn nữa vô hình vô chất, chỉ cần không chủ động hấp dẫn, lôi đình liền khó có thể phát hiện. Thu nhục thân vào không gian giới chỉ, vu hồn cầm chặt không gian giới chỉ, nháy mắt liền chui vào địa vực tràn đầy lôi điện, minh lý chi nhãn lập lòe, dọc theo mặt đất lưu lại dấu vết, rất nhanh đi về phía trước. Lôi đình quét sạch qua dấu vết, hầu như thấy không rõ lắm, cũng chỉ có hắn nhãn lực kinh người, mới có thể đuổi kịp, đổi lại những người khác, cho dù là Ngô sư, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phi hành một lát, sau đó cảm thấy phía trước linh khí kích động, thanh âm chiến đấu xen lẫn lôi đình truyền ra. Nhìn về phía trước, chỉ thấy chính giữa lôi đình, là một thành trấn thoạt nhìn cực kỳ cũ kỹ, nơi đây lôi đình tựa hồ bạc nhược yếu kém hơn không ít, xa xa không hung mãnh bằng bên ngoài. Hai nhóm người đánh hừng hực khí thế, bảy tám dị linh tộc vây ở chung quanh, đám người Ngô sư khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, đều bị trọng thương. Tử Diệp Vương, ai là Thạch Diệp Vương ngươi nói? Đối phương có thể đánh đám người Ngô sư như thế này, tất nhiên không đơn giản, Trương Huyền cũng không sốt ruột tiến lên. Mà câu thông thiên nghĩ phong xào. Thiếu gia, nơi đây không có Thạch Diệp Vương, có lẽ đều là thuộc hạ của hắn, từng cái hung hãn không sợ chết, bỏ qua công kích. Nhìn một chút, Tử Diệp Vương truyền âm tới. Không có. Nghe không có Thạch Diệp Vương phòng ngự vô địch, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, phu hồn nhoáng một cái, tiến nhập tổ ong, trở lại nhục thân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn là quân đầy đủ sức lực duy nhất trong mọi người, muốn cứu người. Chỉ có thể một kích tất chúng, nếu không bị vây công, coi như là hắn, cũng không thể tránh được. Đình đình, một lát nữa, ta và ngươi chung một chỗ công kích, đồng thời xuất thủ. Kim Nguyên Đỉnh cũng phóng ra, Trương Huyền âm thầm bàn giao. Yên tâm đi thiếu gia, ta sẽ đốt đám người kia thành than. Kim Nguyên Đỉnh tràn đầy hưng phấn. Hắn luôn luôn hiếu chiến, cơ hội tốt như vậy, sao có thể buông tha. Tốt, động thủ. Tìm đúng thời cơ. Thấp giọng hô một tiếng, Trương Huyền đi đầu xông tới. Thiên đạo thân pháp vận chuyển, không có bất kỳ dừng lại, thẳng tắp đụng tới một dị linh tộc. Bây giờ nhục thân của hắn có thể so với thánh khí, cứng rắn đụng mà nói, so với sử dụng bất luận binh khí gì còn muốn lợi hại. Bành! Dị linh tộc bị hắn đánh trúng, bị đâm chết ngay tại chỗ, đang định tiếp tục tiến công, chợt nghe sau lưng ngao o o o o, Kim Nguyên Đỉnh đã vọt tới trước mặt, hình thể trở nên to lớn. Lô đỉnh mãnh liệt đập xuống, lập tức 6-7 đầu dị linh tộc, bị nện thành bánh thịt. Thẳng đến chết, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quá mạnh rồi. Trương Huyền ngẩn ngơ, miệng há ra. Vốn cho là hắn cứng rắn xông vào đã rất lợi hại, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Kim Nguyên Đỉnh mạnh hơn, căn bản không ở cùng cấp bậc. Chương 1945, Khâu Ngô Cổ Thánh 1. Thời gian trở lại vài phút trước. Không nghĩ tới Ngô Như Phong ta sẽ bị một đám dị linh tộc chỉ có thánh vực tam trọng vây công đến chết. Ngồi dưới đất, sắc mặt Ngô sư trắng bệch, quay đầu nhìn thoáng qua mọi người cách đó không xa, lúc trước trong mắt tràn đầy tự tin, bây giờ đã tràn đầy bi ai. Vừa rồi Trương sư đi tìm phương pháp giải quyết, ma âm mới biến mất không lâu, liền gặp bọn dị linh tộc này. Ở dưới ma âm dày vò, nguyên khí của mọi người tổn hao nhiều, chân khí hao tổn đến 7-8 phần, ngay cả khí lực đi đường cũng không có. Còn chưa kịp khôi phục, chớ nói chi là đối chiến. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đến nơi này, đã là bản thân dùng ra lực lượng lớn nhất, chém giết hai tên, kết quả bị một thánh vực tứ trọng dị linh tộc đánh trọng thương. Tuy lần này tới di tích, đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, nhưng đến bây giờ, ngay cả bóng dáng đám người Trương Dẫn Khâu cũng không thấy, đã bị giết chết, thật sự có chút không cam lòng. Mấu chốt nhất là, đường đường danh sư thất tinh thượng phẩm, chết ở trong tay dị linh tộc. Không khỏi quá mức biệt khuất rồi. Thật sự không cách nào chống cự, liền tự bảo, ta không muốn chết ở trong tay bọn hắn, bị điếm ô thi thể. Nhìn dị linh tộc trước mắt công kích càng ngày càng hung mãnh, Hàn hội trưởng cắn chặt hàm răng. Thân là nhân loại, một khi bị dị linh tộc chém giết, thi thể bị bọn hắn mượn dùng, cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Bị làm nhục, còn không bằng một lát nữa tự bạo tử vong,
có lẽ còn có thể ôm đối phương đồng quy vu tận, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Tốt, cắn chặt hàm răng, mọi người đồng thời nhẹ gật đầu. Mặc dù ở đây có danh sư, có chiến sư còn có trận pháp sư, nhưng đều là nhân tộc. Hẹn gặp lại danh sư đường, hẹn gặp lại nhân tộc, hẹn gặp lại nhiệm vụ chúng ta chưa hoàn thành. Cảm khái một tiếng, mọi người đang định buông tha cho chống cự, lựa chọn tự bảo, liền chứng kiến một thân ảnh thẳng tắp lao đến. Trương sư, thấy rõ dung mạo của đối phương, mọi người siết chặt nắm đấm, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Trương viện trưởng cuối cùng vẫn chạy tới. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền không có bất kỳ chiêu số, cứng rắn vọt tới, chỉ một cái, liền chấn một dị linh tộc thành bánh thịt, cách đó không xa Kim Nguyên đỉnh mạnh hơn, lớn chừng hơn 10 thước, từ không trung rớt xuống, ngay tại chỗ liền đập chết 6-7 cái. Kim Nguyên đỉnh tấn cấp thánh khí trung phẩm, sức chiến đấu đã có thể so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong, vây quanh bọn họ bất quá thánh vực tam trọng mà thôi, một khi phát lực, trốn cũng trốn không thoát, không lâu sau đã bị nện thành thịt nát. Trước không vội giết, đâm chết một cường giả dị linh tộc, Trương Huyền đang muốn mở miệng ngăn cản, liền phát hiện tất cả dị linh tộc vây công đều chết rồi, lời mới nói phân nửa, kinh ngạc ở trong miệng, rút cuộc nói không nên lời. Vốn còn nghĩ, bắt sống một tên tiến hành thẩm vấn, ai ngờ ra hỏa này tốc độ quá nhanh, mới giết một cái, đối phương đã làm thịt hết còn lại. Muốn ngăn trở cũng không kịp. Được rồi. Lắc đầu, Trương Huyền đi vào trước mặt mọi người. Các ngươi không sao chứ? Bằng vào nhãn lực của hắn, có thể thấy được thương thế của tất cả mọi người đều không nhẹ, muốn cứu chữa, khả năng cần tiêu phí công phu thật lớn. Đa tạ ân cứu mạng. Tràn đầy cảm kích nhìn thoáng qua, mọi người riêng phần mình từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược chữa thương, nuốt xuống. Tuy rất muốn nói chuyện, nhưng mà thương thế thật sự quá nặng. Biết rõ bọn hắn đều có thủ đoạn chữa thương, Trương Huyền cũng không nhiều lời, mà đứng ở tại chỗ, nhìn về phía mọi người, càng xem mày nhíu lại càng chặt. Không lâu sau, Ngô Sư đi đầu khôi phục một ít, chậm rãi mở mắt. Thời điểm thực lực của bọn hắn tổn hao nhiều, bị dị linh tộc vây công, coi như muốn phản kích, cũng không có quá nhiều lực lượng, lúc này mới dẫn đến bị động như thế. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, dù cường giả thánh vực tứ trọng của đối phương tới trên hai vị, cũng có thể thong dong ứng đối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Huyền nhìn qua. Là như vậy, Trương Sư vừa đi không lâu, chúng ta liền bị vây công. Ngô Sư kỹ càng nói tình huống lúc đó một lần. Nghe rõ chuyện đã trải qua, biết rõ dị linh tộc vây công bọn họ, cũng không phải đáng sợ như mình suy nghĩ. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hỏi. Lạc Sư đâu? Sao không ở cùng các ngươi? Vừa đến liền thấy được, Lạc Nhược Hy không ở trong đám người. Nguyên nhân chính là như thế, mới tràn đầy lo lắng. Ma âm biến mất, Lạc Sư giống như phát hiện cái gì, nói phải mau mau đến xem, rời đi rồi. Cụ thể đi nơi nào chúng ta cũng không biết. Ngô Sư nói, vị Lạc Nhược Hy này, ma âm vừa biến mất, bàn giao một câu, liền xoay người rời đi không đến 2 phút, dị linh tộc tới vây công, nếu như nàng ở đây, mọi người cũng không thảm như vậy. Không biết, Trương Huyền nhíu mày. Mọi người gặp dị linh tộc, nàng không phải cũng gặp chứ, nhiều người như vậy cũng thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, một người làm sao chống chọi. Các ngươi mới vừa nói, còn có một vị thánh vực tứ trọng dị linh tộc tiến hành công kích các ngươi, hiện tại hắn đi nơi nào? Vừa rồi Ngô Sư nói, còn có một vị dị linh tộc thực lực cường đại công kích bọn họ, lúc này mới tan tác như thế, nếu như đoán không sai, hẳn là Thạch Diệp Vương, sao hiện tại không có ở đây? Có thể phát hiện Lạc Nhược Hy, đuổi theo giết hay không? Tên kia tiến nhập nơi đây, sau đó dặn dò một tiếng liền trực tiếp đi về phía trước, giống như là muốn tìm kiếm bảo vật gì, thời gian chậm trễ không được. Lại để cho bọn người kia giết chúng ta, liền đi tới. Hàn hội trưởng nói, trải qua điều tức, hắn cũng khôi phục không ít, tuy thương thế trên người rất nghiêm trọng, cũng đã không giống lúc trước, tùy thời vẫn lạc. Tìm kiếm bảo vật, không phải phát hiện Lạc Nhược Hy là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở ra, mở miệng bàn giao. Chương 1946, Khâu Ngô Cổ Thánh 2. Kim Nguyên Đỉnh, người ở nơi này bảo hộ mọi người, ta đi tìm Lạc Sư trở về lại nói. Không đi quản Thạch Diệp Vương muốn làm gì, trong lòng hắn, Lạc Nhược Hy mới là trọng yếu nhất. Rời mọi người, mượn nhờ lực lượng vu hồn, lần nữa rời khu vực lôi đình, rất nhanh tìm kiếm, không lâu sau, quả nhiên bị hắn phát hiện tung tích.
Nữ hài đang đứng ở trước mặt bia đá nghiền nát, đôi mi thanh tú nhíu lại, không biết nghĩ cái gì. Ngươi không sao chứ? Vội vàng đi vào trước mặt. Thấy hắn đi tới, Lạc Nhược Hy cười cười. Ta không sao, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đám người Ngô sư đã xảy ra chuyện. Trương Huyền kỹ càng nói sự tình vừa rồi gặp phải. Lọt vào dị linh tộc công kích, đáng giận, xem ra đám người kia hẳn là đi theo đằng sau chúng ta vào. Lạc Nhược Hy hừ một tiếng. Phía ngoài phong ấn phá giải, để cho đại môn không còn ngăn trở, bọn dị linh tộc này hẳn là theo ở phía sau lặng lẽ vào. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cái bia đá này là ngươi làm hư hay sao? Lạc Nhược Hy chỉ về phía trước. Cái này. Trương Huyền có chút lúng túng. Tuy không phải hắn tự mình phá hủy, nhưng cũng có quan hệ trực tiếp, nói là hắn làm hư cũng không đủ. Cái bia đá này có chút kỳ quái, ngươi có phát hiện hay không, cùng thạch bích khắc chữ ở phong thánh đài, là cùng một loại chất liệu. Hơn nữa không gian trận pháp này, cùng lúc trước Khổng sư lưu lại quyển sách kia, cũng cực kỳ tương tự. Như phát hiện cái gì, Lạc Nhược Hy nói. Cái này. Trương Huyền sững sờ, đối phương vừa nói như vậy, thật sự là có chút giống nhau. Tảng đá tương tự, có thể nói phong thánh đài cùng nơi đây không xa, loại vật liệu đá này tồn tại thời gian dài, vì vậy lựa chọn. Nhưng không gian tương tự, thì có chút nói không được. Chẳng lẽ, di tích này, thực có quan hệ với Khổng sư? Trong lòng khẽ động, lúc trước mọi người phỏng đoán qua, hai địa phương này khoảng cách gần như vậy, có phải có liên quan hay không, cuối cùng bởi vì liên lụy Khổng sư nói năng thận trọng, mới không hề thảo luận. Không đúng. Bia đá này là ta kích hoạt, bên trong đi ra là một lão giả. Nhớ tới một sự kiện, Trương Huyền nói. Lúc trước vị lão giả kia, rất rõ ràng là người sáng tạo di tích, vô luận bộ dáng hay lời nói cử chỉ, đều không thể là Khổng sư. Lão giả kia tên gọi là gì? Nghe được hắn kích hoạt bia đá, Lạc Nhược Hy vội vàng nhìn lại. Tên, hắn chưa nói, chỉ muốn truyền thụ ta một bộ thân pháp, gọi là Hành giả vô cương. Trương Huyền giải thích. Tên của đối phương, hắn còn chưa kịp hỏi, liền biến mất. Hành giả vô cương, chẳng lẽ là... Nhãn tình sáng lên, Lạc Nhược Hy như nghĩ tới điều gì. Ngươi nghe qua bộ thân pháp này. Thấy biểu lộ của nàng, Trương Huyền hỏi. Nếu thật là hành giả vô cương, ngươi gặp phải người này, hẳn là Khâu Ngô Cổ Thánh. Lạc Nhược Hy gật đầu. Khâu Ngô Cổ Thánh. Trương Huyền nhíu mày. Cái tên này ta giống như nghe qua. Địa quật phong ấn dưới Hồng Viễn Danh Sư Học Viện, chính là hắn lưu lại. Lúc trước tiến nhập địa quật, bàn tay tiếp xúc phong ấn, biết lai lịch, là một vị cường giả gọi Khâu Mô lưu lại. Chẳng lẽ, lão giả vừa rồi hắn muốn thu làm đệ tử kia, chính là vị tiền bối này lưu lại tàn hồn. Run run một cái, Trương Huyền chảy mồ hôi lạnh. Thời điểm tiếp xúc phong ấn, biết rõ vị cường giả này khủng bố, tùy tiện bố trí phong ấn, ngay cả danh sư cửu tinh cũng không thể phá vỡ. Bản thân lại muốn thu đối phương làm đồ đệ. Lá gan có phải quá mập hay không? May mắn đối phương không có tức giận, nếu không, coi như là tàn hồn, giết chết hắn, cũng chỉ là sự tình nháy mắt. Ân, vị cổ thánh này, đối với không gian lý giải rất mạnh, rất nhiều tiết điểm phong ấn ở chiến trường ngoại vực, đều là hắn bố trí. Nhẹ gật đầu, ánh mắt Lạc Nhược Hy tỏa sáng. Mấu chốt nhất là, vị Khâu Ngô cổ thánh này, tuy không phải đệ tử của Khổng sư, nhưng là một trong các tùy tùng của hắn, một thân tu vi sâu không lường được, Khổng sư ở đâu, hắn liền ở đó. Hai người danh là chủ tớ, trên thực tế lại như huynh đệ, ngay cả thất thập nhị hiền được Khổng sư chân truyền, cũng phải tôn xưng một tiếng Khâu Ngô sư thúc. Khâu Ngô sư thúc. Đúng vậy, Khâu Ngô cả đời đi theo Khổng sư, năm đó vì ngăn cản dị linh tộc, lấy thân hóa thành phong ấn, ngăn cản tiến công. Ở trong danh sư đường được thờ phụng kính ngưỡng, cống hiến to lớn. Tuyệt đối sắp xếp trước năm. Nói đến Khâu Ngô, ánh mắt của Lạc Nhược Hy lộ ra tán dương cùng sùng bái. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều hậu bối của danh sư đường, đều vô cùng tôn trọng hắn, không nói cái khác, Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc danh sư đường Cẩu Đường Chủ, chính là người sùng bái cuồng nhiệt của hắn. Trương Sư, ngươi làm sao vậy? Đang cảm khái, Lạc Nhược Hy liền chứng kiến Trương Huyền ở một bên, chẳng biết lúc nào đã ngồi trên mặt đất, biểu hiện trên mặt xoắn xuýt. Tựa như bị người đánh, sắp khóc. Chương 1947, Lôi Đình Tôi Hồn 1. Không có việc gì. Dùng răng đứng dậy, Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn. Hắn lại có thể để cho Khâu Ngô cổ thánh bái sư. May mắn không có bị những người khác phát hiện,
nếu không, chỉ là đám người Ngô sư thì có thể tươi sống đập chết bản thân. Vừa rồi ta cảm ứng được nơi đây tựa hồ xuất hiện một tàn hồn lợi hại, ẩn chứa khí tức thượng cổ, mới rời mọi người tới đây, không nghĩ tới, vừa đến đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là Khâu Ngô cổ thánh. Hành giả vô cương của hắn, người đã học xong chưa? Lạc Nhược Hy hỏi. Ta còn không có học. Trương Huyền lắc đầu. Không có học, cũng đúng, ta xem qua ghi chép tương quan, bộ thân pháp này, danh khí rất lớn, đối với nhục thân cùng chân khí yêu cầu cực cao, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, ngươi không cần phải gấp. Thấy hắn thất hồn lạc phách, còn tưởng rằng là không có học thành thân pháp mà áy náy, Lạc Nhược Hy an ủi. Ân, biết rõ chuyện này không có biện pháp giải thích, Trương Huyền đành phải đau khổ gật đầu cười. Bộ thân pháp này, ở danh sư đại lục có thể sắp xếp đến ba thứ hạng đầu, về sau coi như tu luyện, cũng phải cẩn thận sử dụng, nếu không, bị người hữu tâm phát hiện, phiền toái không ít. Lạc Nhược Hy nói tiếp. Tuy danh sư chú ý quy củ, nhưng cấp bậc quá cao, cũng sẽ khiến người ta động tâm. Tựa như Trương Huyền bây giờ, tuổi còn trẻ thực lực lợi hại như thế, không phải không người ngấp nghé, mà là Dương sư cùng danh sư Đường trấn nhiếp. Nếu không phải, Dương sư xuất hiện qua mấy lần, tất cả mọi người biết rõ, hắn có được một lão sư đáng sợ, khẳng định sớm đã bị người vây công, trở thành chuột bạch nghiên cứu. Thân pháp hành giả vô cương cũng như thế. Quá mức cường đại, lại liên lụy đến Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa, một khi để lộ tin tức, danh sư cố kỵ thân phận, không dám cường đoạt, nhưng một ít tán tu, chức nghiệp đặc thù liền vô cùng có khả năng không quan tâm, đây cũng là nguyên nhân hắn một mực muốn điệu thấp. Hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ân, nếu như Khâu Ngô cổ thánh có thể đi ra một lần, đằng sau khẳng định còn sẽ có thân ảnh của hắn, chúng ta nhanh đi tìm đám người Ngô sư đi, nếu Thạch Diệp Vương ngươi nói xuất hiện lần nữa, thì phiền toái. Thấy hắn tinh thần không phấn chấn, Lạc Nhược Hy cười cười. Đúng, đằng sau còn sẽ xuất hiện, đi. Trương Huyền chưa kịp nói chuyện lỗ mãng lúc trước. Nghe đằng sau Khâu Ngô cổ thánh còn có thể xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, vừa rồi gặp phải chỉ là một tàn hồn mà thôi, đằng sau khẳng định còn sẽ có, cùng lắm thì một lát nữa xin lỗi là được. Việc cấp bách không phải xoắn suýt những chuyện này, mà là tiếp tục tiến nhập, tìm kiếm lão viện trưởng, phá hư cử động của dị linh tộc, nếu không, một khi để cho bọn họ thực hiện được âm mưu gì, liền thật sự xin lỗi vị cổ thánh này. Không có quá nhiều lưu lại. Hai người thẳng tắp bay về phía lôi đình. Oanh long long. Còn chưa tới trước mặt, chợt nghe lôi minh bạo ngược, nổ vang kịch liệt, tựa hồ thiên địa muốn xé nát. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt Trương Huyền siết chặt. Vừa rồi hắn tới, tuy lôi đình cũng rất cuồng bạo, nhưng so với hiện tại, còn kém một đoạn thật lớn. Nếu như nói lúc trước chỉ là mưa nhỏ, bây giờ tuyệt đối là mưa to gió lớn, căn bản không cùng một cấp bậc. Vô số lôi điện liên tục công kích tới mặt đất, rậm rạp chằng chịt, trước mắt nổ một mảnh cháy đen, khu vực lúc trước hoàn chỉnh, trở nên giống như địa ngục, khiến người ta chùn bước. Xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế? Trong mắt tràn đầy sốt ruột. Thương thế của đám người Ngô sư còn không có triệt để khôi phục, lôi đình đột nhiên trở nên hung mãnh như thế, vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho lôi đình chi hải nguyên bản bình an, biến thành cái dạng này? Làm sao đi vào? Ngay sau đó nhíu mày. Lôi điện thưa thớt, mượn nhờ vu hồn, còn có thể tránh né, hiện tại nhiều như vậy, bốn phía đều bao phủ, coi như thân pháp tốt, phản ứng mau nữa, cũng trốn không thoát, tránh không được. Người không có đi vào, cũng sẽ bị oanh kích thành cặn bã, còn làm sao cứu người? Lôi đỉnh quá mức dày đặc, cứng rắn đi vào mà nói, khẳng định không được. Lạc Nhược Hy cũng nhíu mày, tựa hồ trong thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp. Ngươi vào Thiên Nghĩ Phong xào trước, ta nghĩ biện pháp thử xem. Dừng lại một lát, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài. Thiên Nghĩ Phong xào là cùng nàng chung một chỗ, để cho phong mẫu thôn vệ không gian gấp của phong thánh đài hình thành, bởi vậy, ở trước mặt nữ hài không coi là bí mật. Tốt, chần chừ một chút, nữ hài gật gật đầu. Ngươi cũng phải cẩn thận. Ân, để cho nữ hài tiến nhập trong đó, Trương Huyền lập lại chiêu cũ. Lần nữa vu hồn ly thể, cắn răng một cái bay vào. Lôi điện cuồng bạo như thế, trực tiếp tiến nhập, coi như nhục thân đạt đến thánh khí, cũng sẽ bị chém thành thịt nát, còn là vu hồn đi vào tốt nhất. Hồn phách vô hình vô chất, bị lôi điện tập kích, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống không ít. Ầm ầm,
Chương 1948, Lôi đình tôi hồn 2. Vừa mới đi vào, liền chứng kiến mấy đạo lôi điện lập tức từ phía trên bổ xuống, rơi vào trên người, toàn thân cứng ngắc, đau đớn tựa như muốn lăng chỉ hắn. Đau quá! Nhịn không được nghiến răng, cảm thấy linh hồn muốn tan vỡ. May mắn hắn tu luyện thiên đạo công pháp, linh hồn không có thuộc tính âm hàn, nếu không, lần này liền tán loạn rồi. Dù vậy, như trước cảm giác được như có vô số cương châm đâm vào trên thân, như nhận lấy hình phạt phanh thây xé xác, tùy thời không chịu nổi bất tỉnh ngay tại chỗ. Quá đau, khả năng kiên trì không đến đi vào trước mặt đám người Ngô sư, đã đau ngất đi. Thân thể run rẩy, khuôn mặt Trương Huyền khó coi. Một đường tu luyện, lực lượng ý chí của hắn rất kiên cường, nhưng đối mặt đau đớn kịch liệt như thế, như trước cảm thấy không kiên trì nổi, tùy thời có thể hôn mê. Nơi đây cách đám người Ngô sư ở cổ thành, còn có cách xa rất khoảng, một mực thừa nhận mà nói, khẳng định không kiên trì nổi. Không kiên trì nổi cũng phải kiên trì, vu hồn cũng không chịu nổi, ta sợ đám người Ngô sư càng khó ứng phó. Nhướng mày, hồn phách cũng khó có thể thừa nhận như vậy. Đám người Ngô sư thân ở trung tâm lôi điện, khẳng định càng thêm nguy hiểm, nhất định phải mau chóng cứu ra lại nói. Cắn răng kiên trì, tiếp tục đi về phía trước. Đùng đùng. Tuy vu hồn vô hình vô chất, nhưng lôi điện ở trên không trung thật sự quá dày, công kích liên tục, chỉ cần đi vào trong đó, liền khó có thể đào thoát, mới đi không đến 100 mét, trên thân đã ăn ít nhất 400 đến 500 đạo. Tinh thần uể oải, đau nhức kịch liệt, Trương Huyền mê muội, đang định buông tha. Trước tiên lui ra ngoài lại nói, đột nhiên nhìn thấy cái gì, đồng tử co rụt lại. Cái này. Dưới sự kích động kịch liệt, phù hồn tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, sắp tan vỡ. Tiên thiên thai độc, lại có thể sợ hãi những lực lượng lôi đình này, tụ lại cùng một chỗ. Vội vàng nhìn về phía hồn thể, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Lúc trước tiên thiên thai độc ở trong cơ thể kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ phút này đang chồng chất chung một chỗ. Giống như sợ hãi lực lượng lôi điện, trốn ở một góc nhỏ, lạnh run, động cũng không dám động. Giống như cùng Ngụy Như Yên linh hồn giao hòa, để cho linh hồn của hắn, tạo thành tiên thiên độc hồn thể, đối với đạo độc khí này, đã có áp chế thật lớn, trong thời gian ngắn không dám làm ác. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ đợi thời cơ, đồng dạng sẽ đánh lén ra. Nhưng giờ phút này, những thai độc kia, vậy mà sợ tới mức chồng chất chung một chỗ, nếu như nó sợ hãi lôi điện như thế. Không phải có thể mượn nhờ lôi đình, triệt để tiêu diệt chứ. Thật có thể thành công, coi như là giải quyết tai họa ngầm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, sẽ không lo lắng hãi hùng nữa rồi. Ngươi đã sợ hãi lôi đình, ta liền hấp thu lôi đình. Nghĩ vậy, cố nén mê muội trong đầu, Trương Huyền cắn răng một cái, khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước, hết sức tránh né lôi điện, phòng ngừa rơi vào trên người, mà bây giờ, chủ động bắt đầu hấp thu. Nhiệt lượng dung nham có thể hấp thu, lôi điện khẳng định cũng được. Nhiệt lượng trong dung nham có thể tiến nhập hồn thể, rèn luyện vu hồn, lôi điện có lẽ cũng có thể hoàn thành. Tinh thần tập trung, huyệt đạo trong vu hồn thể toàn bộ mở ra, thiên đạo vu hồn pháp quyết vận chuyển. Mặc dù không có pháp quyết tu luyện bán thánh cấp, nhưng mà hắn vận chuyển vu hồn công pháp hóa phàm cửu trọng, mượn nhờ ngoại lực như trước có thể rèn luyện, để cho hồn thể trở nên càng thêm ngưng thực, trầm trọng. Bị hắn khẽ hấp thu, lực lượng lôi điện giống như con rắn nhỏ, bò đầy toàn thân, lúc trước chỉ là châm đâm đau đớn, bây giờ giống như bị trực tiếp ném vào nồi chảo, toàn thân không có một chỗ không đau. A, hí dài một tiếng, cảm giác cả người muốn xé rách. Đổi lại những người khác, khẳng định đã không cách nào nhận lấy, nhưng Trương Huyền tu luyện thiên đạo pháp quyết, vô luận nhục thân hay linh hồn, đều kèm theo một cỗ thiên đạo ý vị, hơn nữa tâm cảnh siêu nhiên, coi như đau đớn. Như trước không có ngất đi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Lôi điện dọc theo kinh mạch du tẩu một vòng, dựa theo công pháp vận chuyển một tiểu chu thiên, dù đau đớn tùy thời có thể chết đi, nhưng Trương Huyền lại kinh hỉ phát hiện, không chỉ tiên thiên thai độc trở nên càng thêm sợ hãi, hồn thể lần nữa rút nhỏ một vòng. Hồn thể đã thu nhỏ lại đến phạm vi 8 mét, chỉ vận hành một tiểu chu thiên, liền rút nhỏ 10 cm, đạt đến 7.9 m. Không chỉ như thế, sau khi hấp thu lực lượng lôi điện, tính kháng cự đối với lôi điện cũng tăng cường không ít, lúc trước đau đớn khó có thể chịu đựng, hiện tại tựa hồ có thể nhịn được rồi. Tiếp tục, biết rõ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi coi như muốn cứu đám người Ngô sư, nhưng không cách nào kháng cự lôi điện mà nói, còn chưa tới trước mặt, bản thân trước hết chết, cũng không cách nào cứu người,
Trương Huyền không hề sốt ruột, tiếp tục khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Vù vù vù. Không trung lôi điện mãnh liệt, liên tục tiến nhập hồn phách, để cho hồn thể trở nên càng thêm ngưng thực. Mới đầu còn không chịu nổi, kèm theo hấp thu càng nhiều, lực lượng càng mạnh, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng nhẹ. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, hồn thể lần nữa nổ vang, từ bán thánh tấn cấp đến tổng thánh, độ cao cũng từ 8 mét biến thành 7 mét. Trước đi cứu người. Biết rõ hồn lực tấn cấp, lôi điện ở trên không trung đã không cách nào làm cho mình hôn mê, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy, tiếp tục bay đi. Dù tiếp tục tu luyện, phù hồn sẽ trở nên càng cường đại, nhưng cứu người quan trọng hơn, thời gian tu luyện quá dài, sợ là dù đuổi tới, người cũng đã chết. Không sợ lực lượng lôi đình, tốc độ của Trương Huyền cực nhanh, hơn 10 cái hô hấp sau, liền đi tới địa phương đám người Ngô sư đợi lúc trước, nhìn thoáng qua nhịn không được nhíu mày. Chỉ thấy nơi đó hỗn độn, đám người Ngô sư lúc trước khoanh chân ngồi ở chỗ này dưỡng thương, lại không gặp, giống như hư không tiêu thất. Chẳng lẽ, Thạch Diệp Vương kia đã trở lại rồi hả? Khuôn mặt trầm xuống. Chương 1949, Lôi Nguyên Châu 1. Dựa theo đạo lý bình thường, lôi điện trở nên dày đặc như thế, coi như đám người Ngô sư ở toàn thịnh đều không thể rời đi, lúc này lại hư không tiêu thất, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Thạch Diệp Vương kia đã trở về, hơn nữa tiến hành công kích bọn họ. Không đúng, tuy Kim Nguyên đỉnh thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại không thể bỏ qua, chỉ cần không có đạt tới thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, muốn thắng được. Hầu như không có khả năng, có nó bảo hộ, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Cái ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu, đã bị hắn bác bỏ. Hơn nữa, ta đi thời gian cũng không dài, coi như đánh không lại, kiên trì một đoạn thời gian vẫn có thể làm được, lại nói. Lôi đình cuồng bạo như thế, coi như Thạch Diệp Vương càng lợi hại, khẳng định cũng không phòng ngự được. Bản thân bảo vệ tính mạng cũng thành vấn đề, làm sao có nhàn hạ tìm đám người Ngô sư phiền toái. Kim Nguyên đỉnh thân là thánh khí trung phẩm, mặc dù ở dưới tình huống không ai khu động, chỉ mạnh mẽ đâm tới, thi triển ra sức chiến đấu có hạn, nhưng có nó bảo hộ, coi như là Thạch Diệp Vương kia muốn động thủ, cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi lôi đình thô bạo như thế, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng, muốn ở chỗ này giết người, tuyệt không có khả năng. Hả? Phỏng đoán khả năng không phải là Thạch Diệp Vương trở về, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn phế tích trước mắt. Nếu như không phải lọt vào vây công, đó chính là ẩn nấp rồi. Nhìn kỹ, quả nhiên để cho hắn phát hiện không đúng, nhịn không được nhẹ nhàng cười cười. Bùn đất đều là mới, lúc trước tuy thành quách sụp xuống, nhưng đều trồng chất ở trên đất, nếu như đoán không sai, đám người Ngô sư, có lẽ đào hầm ẩn núp ở dưới mặt đất. Trên mặt đất, bởi vì thể chất của nhân loại đặc thù, sẽ hấp dẫn lôi điện, mà chui vào mặt đất, sẽ an toàn không ít, hoàn toàn chính xác là phương pháp xử lý tốt nhất. Vù vù, nhục thân đi ra không gian giới chỉ, vù hồn tiến nhập trong đó, chân khí trên thân chấn động, đẩy ra bùn đất, thẳng tắp chui vào. Tiến nhập bùn đất, lôi điện công kích xác thực giảm bớt không ít, một mực lặn xuống 7-8 mét, quả nhiên thấy một cái lô đỉnh thật lớn, giấu ở trong đó. Đúng là Kim Nguyên đỉnh. Lúc này thể tích của Kim Nguyên đỉnh to lớn, đường kính chừng 2-30 mét, bên ngoài không có một người, xem ra đều bị nó giấu ở bên trong. Người bị thương. Đang muốn xốc nắp đỉnh lên, nhìn xem mọi người như thế nào, Trương Huyền liền phát hiện khí tức của Kim Nguyên đỉnh yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thiếu chủ, người đã đến rồi. Thấy hắn đi vào, Kim Nguyên đỉnh đáp lại, thanh âm lộ ra hữu khí vô lực. Bọn hắn cũng không việc gì. Người xảy ra chuyện gì vậy? Trương Huyền nhíu mày. Lôi đỉnh trở nên hung mãnh, ta muốn cứu người, hình thể quá lớn, bị lôi điện công kích. Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Kim Nguyên đỉnh lung lay. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Lôi đỉnh dày đặc như thế, Kim Nguyên đỉnh lại biến thành đường kính 2-30 mét, tự nhiên nhận lấy công kích cực kỳ mãnh liệt. Làm thánh khí trung phẩm, lôi đỉnh công kích sẽ không tổn hại bao nhiêu, nhưng linh tính trong đó cũng có chút chống chọi không được. Lôi điện vốn đối với linh hồn thì có năng lực công kích thật lớn. Bởi vậy, tuy Kim Nguyên đỉnh bảo vệ mọi người, nhưng linh tính nhận lấy công kích, xem ra tùy thời có thể lâm vào hôn mê. Ta truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết, ngươi trước tu luyện. Ngàn vạn không được mê man. Biết rõ linh tính của Kim Nguyên đỉnh, một khi mê man vô cùng có khả năng tử vong, Trương Huyền sốt ruột, tinh thần khẽ động, truyền tới một bộ công pháp. Đúng là pháp quyết linh hồn rèn luyện,
tuy không biết đối với linh tính có hữu dụng hay không, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp khác. Gia hỏa này bình thường tùy tiện, nhưng độ trung tâm là không thể nghi ngờ, lần này càng vì cứu người mới như vậy, không có khả năng để cho nó gặp chuyện không may. Được rồi, ta không thể tu luyện, thiếu chủ, ta tuy sợ chết, nhưng không phải người nhu nhược. Thanh âm của Kim Nguyên Đỉnh càng ngày càng nhỏ, dần dần không còn động tĩnh. Đỉnh đỉnh, vội vàng hô một tiếng, phát hiện nó đã lâm vào ngủ say. Đối phương đã sớm không chịu nổi, chỉ là vì bàn giao với mình, mới một mực kiên trì. Ngươi không phải người nhu nhược, mà là anh hùng. Ánh mắt lóe lên, Trương Huyền cắn chặt hàm răng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu tỉnh ngươi. Dù gia hỏa này chỉ là binh khí, hơn nữa một mực sợ chết, nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng, còn dứt khoát lựa chọn bảo hộ mọi người. Bản thân đáp ứng nó, muốn cho nó đạt tới xuất khiếu cảnh, càng đáp ứng mang theo đối phương một đường đi về phía trước, hiện tại nó vì cứu người hôn mê, vô luận như thế nào cũng phải cứu tỉnh, hoàn thành nguyện vọng của nó. Trong lòng có quyết định, xốc lên nắp lò, nhảy vào trong đó. Trương sư, người đã trở về. Thấy hắn xuất hiện, đám người Ngô sư ẩn thân trong đó đồng thời đứng dậy. Có Kim Nguyên Đỉnh bảo hộ, bọn hắn không bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại trải qua nửa ngày điều chỉnh, thương thế chuyển biến tốt đẹp, khôi phục không ít thực lực. Ân, đây là có chuyện gì? Lúc trước lôi điện không phải rất ổn định sao? Vì sao đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế? Trương Huyền nhìn không được đến xem qua. Hắn đi tìm Lạc Nhược Hy, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mọi người thân ở trong lôi đình Hải Dương, nên biết rõ ràng hơn một ít. Có lẽ cùng, Thạch Diệp Vương ngươi nói có quan hệ, hắn đi tìm bảo vật, có khả năng đụng vào cấm chế, mới khiến cho lôi điện trở nên cường đại như vậy. Ngô sư nói, vừa rồi bọn hắn ở bên trong liền phỏng đoán, mọi người nhất trí cảm thấy, có thể là nguyên nhân này. Chương 1950, Lôi Nguyên Châu 2. Nếu không, lôi đình chi hải khổng lồ như thế, quyết không có khả năng thay đổi bất thường, một lần đáp xuống nhiều lôi điện như vậy. Rất có khả năng. Trương Huyền gật đầu. Cũng đúng. Lúc trước bọn hắn cũng đã nói, vị thánh vực tứ trọng Thạch Diệp Vương kia, đi tìm bảo vật, kết quả không lâu sau, liền xuất hiện loại tình huống này. Cả hai tất nhiên có liên hệ. Lúc trước Thạch Diệp Vương rời đi hướng nào? Ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Nếu không phải gia hỏa này, Kim Nguyên Đỉnh sẽ không ngủ say, vô luận như thế nào cũng phải báo thù. Lại nói, vô luận bảo vật gì, thật để đối phương đạt được, nhân tộc tất nhiên gặp phải nguy hiểm thật lớn, dù mất mạng cũng phải ngăn cản. Đi vào trong cổ thành. Ngô sư chỉ. Vị trí của bọn hắn, là một cổ thành cũ nát ở trung tâm lôi đình chi hải, địa phương Thạch Diệp Vương đi đúng là trung tâm của cổ thành. Ta đi tới nhìn xem. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện dưỡng thương. Trương Huyền khoát tay áo. Kỳ thật phương pháp an toàn nhất chính là thu đám đông vào Thiên Nghĩ Phong Sào. Làm như vậy, tuy bảo vệ mọi người, nhưng cũng sẽ bại lộ bí mật của tổ ong. Lại nói, tất cả mọi người là tới thí luyện, một mực cất giấu, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Đối với rất nhiều danh sư cũng là một loại không tôn trọng. Trương sư, Thạch Diệp Vương kia rất mạnh, ta đi cùng ngươi, hơn nữa. Ta có một loại thủ pháp đặc thù, có thể truy tung dị linh tộc. Phùng Huân đứng lên. Hắn bị ma âm xâm nhập, chỉ là lực lượng tiêu hao sạch sẽ, thời điểm cùng dị linh tộc chiến đấu, bị đám người Ngô sư bảo hộ, cũng không bị tổn thương quá nghiêm trọng, lúc này điều chỉnh một đoạn thời gian, đã khôi phục toàn bộ, khí tức như rồng, mang theo chiến ý đậm đặc. Tốt! Thấy thân thể hắn hoàn hảo, Trương Huyền cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Chiến sư, chú ý chính là dũng cảm tiến tới. Chăm chết không hối hận, nếu để cho đối phương một mực trốn tránh, đối với lòng tin của hắn cũng là một loại phá hủy. Lại nói, tuy Phùng Huân cùng hắn thi đấu, một mực bị đánh, đó là bởi vì giảm thấp tu vi, thi triển toàn bộ tu vi mà nói, thánh vực tam trọng đỉnh phong, coi như gặp được Thạch Diệp Vương cũng có thể chiến một trận. Chiến sư vượt cấp chiến đấu, tuyệt đối không phải giả dối. Huống chi còn có phương pháp truy tung dị linh tộc. Dù Minh Lý Chi Nhãn cũng có thể. Nhưng ở dưới lôi điện oanh kích, rất nhiều dấu vết đã biến mất, để hắn tìm phiền toái, còn không bằng mang theo, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút, xem thủ đoạn của chiến sư như thế nào. Những người khác cũng muốn tham dự, nhưng đều bị Trương Huyền cự tuyệt. Thứ nhất, thực lực của bọn hắn cũng không có khôi phục, thứ hai, đám người Ngô sư cũng cần chiếu cố, không thể đơn giản rời đi, nếu không, bọn hắn không tìm được đám người Thạch Diệp Vương, ngược lại bị người sau trước tìm tới nơi này,
không còn kim nguyên đỉnh bảo hộ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Biết rõ lo lắng của hắn, những người khác không nói thêm lời, đành phải vùi đầu tu luyện, mau chóng khôi phục. Trương Huyền thì mang theo Phùng Huân chui ra đất bùn, một lần nữa trở lại mặt đất. Lôi đình so với vừa rồi tựa hồ thiếu đi một ít, coi như không cần mượn nhờ vu hồn, cũng có thể tránh né, hai người nhẹ nhàng thở ra, thẳng tắp bay vút về phía nội thành. Càng vào trong, lôi điện càng ít, giống như thành thị cũ kỹ này, tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù che đậy lôi đình. Tuy lôi đình ít đi, nhưng mà Thạch Diệp Vương kia không biết dùng thủ đoạn gì, che đậy dấu vết của mình lưu lại, rời đi một lát, coi như là Trương Huyền, cũng có chút tìm không thấy phương hướng. Ta dò xét một chút. Phùng Huân ngừng lại, cổ tay khẽ đảo, một pháp bảo đặc thù xuất hiện ở trong lòng bàn tay, có chút tương tự la bàn, có thể chỉ rõ phương hướng, cắn nát ngón tay nhỏ máu vào. O-O-N-G. Pháp bảo giòn vang, kim đồng hồ ở phía trên chỉ ra một phương hướng. Hướng này. Phùng Huân nhẹ gật đầu. Đây là cái gì, có thể tìm được dị linh tộc. Trương Huyền kỳ quái, nhịn không được nói. Thứ này hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đây là vô cấu kính, cực kỳ mẫn cảm máu tươi, sát lục, dị linh tộc tu luyện sát lục chân khí, chỉ cần trải qua, tất nhiên lưu lại khí tức, dùng cái này có thể phân biệt rõ. Đương nhiên, thời gian không thể quá dài, vượt qua 2 canh giờ, hiệu quả sẽ kém rồi. Phùng Huân nhẹ gật đầu. Vô cấu kính. Trương Huyền gật đầu. Mục đích chiến sư tồn tại đúng là chiến đấu với dị linh tộc, xem ra thứ này, là bọn hắn nghiên cứu luyện chế, chuyên môn dùng để tìm kiếm dị linh tộc đào tẩu. Nhìn theo phương hướng, hai người cấp tốc đi về phía trước. Mỗi phi hành một lát, Phùng Huân liền lấy ra vô cấu kính xác nhận phương vị, liên tục mấy lần, đi vào một phủ đệ ở trung tâm cổ thành. Cẩn thận một ít, biết rõ Thạch Diệp Vương vô cùng có khả năng ở trong này, hai người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình dặn dò một tiếng, lặng yên không một tiếng động bay vào. Tiểu viện đã bị phá hư triệt để, một dị linh tộc cao lớn, giờ phút này đang đứng ở vị trí trung tâm, hai tay giơ lên. Lực lượng điên cuồng tuôn ra, tựa hồ đối kháng cái gì. Phía trước hắn, là một cái hồ nước không lớn, phía trên có một viên cầu lớn chừng quả đấm màu xanh đậm, liên tục xoay tròn. Dị linh tộc này tuôn ra lực lượng, đúng là rơi vào phía trên, tựa hồ tại áp chế cái gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1950.